Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái lô dây thắt lưng hàng thanh lý siêu thị đây. Đấy, do nó là cái hàng thanh lý, giá thì rất là rẻ và bên em bán bốc ngẫu nhiên các nhá, bốc ngẫu nhiên. Đấy, mỗi mặt thì nó sẽ có một cái kiểu dáng chữ khác nhau, nhưng về cơ bản thì cũng rất là đẹp, mặt tráng gương rất là đẹp cho anh em các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship đây. Đấy, mặt của nó sẽ là mặt tráng gương như này. Và dạng là dạng con lăn đúc liền nhá. Đấy, mặt đúc liền dạng con lăn như này, dạng con lăn đúc liền như này. Con này dùng thì cực kỳ là VIP luôn. Đơn từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Chất da của nó thì siêu mềm luôn nhá. Chất da thì rất là mềm mại luôn. Đó, mặt của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là mặt tráng gương như này và khóa thì là khóa con lăn như này, thì các bác dùng nó rất là tiện. Ở cái nấc nào cũng được, to nhỏ tùy chỉnh các bạn. To nhỏ các bác có thể đẩy ra đẩy vào, to nhỏ tùy chỉnh cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 50 cành thôi nhá, 50 cành. Các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm. Đấy thì nó sẽ có đủ cho các bác là các cái mẫu khác nhau này, mẫu chữ H này, mẫu chữ A này, mẫu DG này, mẫu con đại bàng này, mẫu DG, mẫu con đại bàng này. Đấy. Mẫu chữ G này, đấy nói chung là nhiều mẫu lắm. Thì bên em sẽ gửi màu gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mẫu chữ N này. Đấy, rồi mẫu hình đây, đấy, hình tóc này, mẫu chữ G này, mẫu đại bàng này, mẫu DG, mẫu chữ H này. Đấy, nôm na như vậy. Và dây thì khá là dài luôn nhá, dây khá là dài luôn, tầm 1m2, 1m3, các bác dùng thoải mái luôn. Đấy, hàng thì chất da siêu mềm. Lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k một chiếc. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng thập cẩm này. Thắt lưng thập cẩm. Thắt lưng thập cẩm nha. Đó. Giá sẽ là 50k, 50.000 cho một chiếc thôi, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất vỉ nhá, tất vỉ. Thì bên em về nó sẽ có màu trắng và màu ghi như này, màu trắng và màu ghi như này. Một vỉ của nó sẽ là 10 đôi, một vỉ là 10 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 nhá, 90.000 cho một vỉ tất 10 đôi như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, 100% chất liệu 100% cốt tông tự nhiên. Đấy, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, thấm hút mồ hôi tốt, chống nấm mốc, chống hôi chân các kiểu con là điểu luôn. Nên mã giúp cho em đó là tất vỉ nhá. Giá của nó sẽ là tất vỉ này, giá của nó sẽ là 90k trên một vỉ 10 đôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dụng cụ để các bác tập chống đau đốt sống lưng nhá. Đấy, đau sống lưng và sống cổ. Đây. Thì con này thì về nhà các bác lắp vào là mình sử dụng thôi, nó rất là đơn giản. Đây. Đây nó có cái hình thực tế cho các bác xem đây. Có cái hình thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì đây. Về nhà các bác tập thì nó sẽ là chống đau đốt sống lưng, đốt sống cổ vân vân. Đây. Đấy các bác nằm lên như này cho em này, nằm lên như này thì nó sẽ giúp cho các bác là giãn cái xương sống này ra này. Đấy, tái tạo sụn khớp này, nó sẽ là nằm này. Đấy, ngồi này, ngồi để các bác tựa lưng này. Đấy, đa di năng luôn các bác nhá. Đấy. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi. Đây, các bác chỉ cần lắp, chỉ cần ấn vào cho nó em là xong. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000. Hả? 50.000 nhá. Đấy các bác lên cho em là cái này các bác lên cho em là dụng tựa lưng này, lên cho em là tựa lưng nhá. Đấy, cái này để tựa lưng. Đấy, tựa lưng, lắp cái này vào cho em này. Sau đó thì các bác sẽ lắp cái này vào đây này. Và cái này các bác có thể tùy chỉnh cái độ cong nhá. Đây, lắp vào đây cho em. Đó. Và nó có rất là nhiều nấc, các bác có thể tùy chỉnh độ cong. Đấy. Thì khi các bác nằm như này thì sẽ giúp cho các bác là massage cơ thể rất là tốt luôn. Đấy. Các bác có thể là đẩy cái nấc vào này. Đẩy cái nấc vào sâu như này. Đấy, các bác thấy không? Đẩy nấc vào sâu như này để cho nó cong hẳn lên. Thì các bác nằm nó sẽ giãn xương sống ra nhá. Đấy, đốt sống lưng, đốt sống cổ này. Đây. Đấy, tập đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi vai. Đấy, chủ yếu là lưng và cổ nhá. Đây, lưng cổ như này các bác này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là tựa lưng nhá, tựa lưng. Giá của nó sẽ là 50k. Nó tựa lưng này. Tựa lưng, giá sẽ là 50k cho cái tựa lưng như này nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái túi
túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đấy. Thì bên shop có cái túi đeo hông rồi, thì cái này bên em sẽ lên nó là túi đeo bụng. Đấy, túi đeo bụng như này và có hai màu. Một là màu dàn di và hai là màu xanh quân đội. Đấy, một là màu dàn di, cầm cái túi hông vào đây. Một là màu dàn di, hai là màu xanh quân đội như này. Đó. Thì kích thước của nó thì chiều dài khoảng 20. Đấy, chiều dài khoảng 20, chiều cao thì vào khoảng trên 10 cm và các ngăn thì nó sẽ cơ bản như nhau. Đấy, nó sẽ cơ bản như nhau như này. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là túi đeo bụng nhá, túi đeo bụng. Đó, thì nó sẽ có hai màu, màu xanh quân đội và màu dàn di, màu xanh quân đội và màu dàn di. Đó, thì giá thì sẽ là đây. Con túi đeo con túi các bác lên cho em là túi bụng nhá. Đấy, túi bụng này. Đấy, con này các bác đeo đằng trước bụng, lên cho em là túi bụng này. Màu dàn di thì sẽ là dàn di là 90k nhá, màu dàn di là 90k. Còn màu xanh quân đội nhá. Xanh quân đội thì sẽ là 95.000. Đấy, màu xanh quân đội thì sẽ là 95k nhá. Đấy. Đây, con này sẽ là màu xanh quân đội này, màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Đấy, còn con màu xanh dàn di này thì giá sẽ là 90k. Đấy. Thì về nhà các bác đeo vào bụng như này, mình có thể đựng đồ này. Đấy, các cái mẫu đồ như là nói chung là điện thoại, ví tiền rồi giấy tờ các thứ các bác bỏ vào bụng này, mình đeo đằng trước này thì rất là ok luôn. Đấy. Thì cái con màu dàn di này thì sẽ là 90.000 và con màu xanh quân đội này thì sẽ là 95.000. Ngoài ra thì bên shop có cái túi này, bên em gọi nó là túi đeo hông. Chất liệu của nó thì bằng da bò và giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con túi đeo hông như này. Con này thì chất liệu của nó là bằng da bò và nó sẽ to hơn một chút. Đấy, to hơn một chút. Thì các bác muốn dùng cái loại gọn hơn thì dùng. Đấy, cái kia thì nó nhỏ gọn hơn. Đây. Cái này thì nó nhỏ gọn hơn các bạn. Đấy, các bác dùng nó gọn hơn. Đây, còn cái này nó to hơn một chút này. Đó. Thì cái con này chất liệu của nó là bằng da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Thì các bác lên thì em túi này nó sẽ là túi đeo hông nhá, túi đeo hông. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con túi đeo hông như này. Có màu xanh và màu xanh và màu xám nhá, màu xanh và màu xám. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu thắt lưng đây, đều là thắt lưng bằng dây dù. Đấy, thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hình con đại bàng và một mẫu là hình chữ Z nhá. Đấy, đều là thắt lưng hàng của quân đội Mỹ, hàng quân đội Mỹ. Chất liệu dù thì như nhau nhưng nó khác nhau ở cái mặt này nhá. Đấy, con mặt đại bàng này thì giá sẽ là 120.000. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng nhá, thắt lưng đại bàng 120.000. Còn con thắt lưng dép như này thì con này giá mềm hơn một chút, giá chỉ có 80 cành thôi. Đấy, thì nó đắt là nó đắt ở cái mặt này các bạn. Đấy, nó đắt ở cái mặt này, còn chất liệu dây thì như nhau, chất liệu dây thì như nhau, nhưng mà cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, nó là bản quyền hình ảnh và thương hiệu cho nên nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, con đại bàng này thì sẽ là 120.000, còn con dép này thì sẽ là 80.000. Đấy, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cá sấu này. Thắt lưng cá sấu, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu nhá. Thắt lưng cá sấu đây, cá sấu hộp. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác. Ui giời, lô này về mặt cực đẹp luôn các bạn. Đấy, mặt rất đẹp luôn. Đây, mặt da màu vàng này. Đấy, màu vàng rất đẹp luôn. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Một thắt lưng và hai cái mặt như này. Hàng thì đựng trong một cái hộp cực kỳ xịn sò con bò luôn. Đó. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Đây, chất liệu của nó thì lô này về nó sẽ có cho các bác là đây, màu của nó là màu nâu các bạn. Đấy, thắt lưng màu nâu như này. Rất đẹp này. Đấy. Vân cá sấu rất đẹp luôn. Đó, đây, các bác thấy không? Đó, lắp thử vào cho các bác xem. Giá thì chỉ có 150 cành thôi. Nó sẽ có cho các bác là hai mặt này, một mặt cá sấu con và một mặt cá sấu to. Đó. Hai mặt như này, màu nâu rất đẹp các bạn. Đây. Các bác chỉ cần lắp vào cho em như này là mình sử dụng thôi. Đấy, đây. Rất đẹp các bạn này. Đó. Chất liệu của nó thì nó sẽ là mặt đúc liền nhá, mặt đúc liền nguyên khối và lẫy của nó là thuộc dạng là lẫy trượt như này. Đấy, lẫy trượt này các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng nó kêu này. Đấy. Đấy, nghe cái tiếng kêu này là các bác đã biết hàng xịn rồi. Đó, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành luôn. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng, một dây và hai mặt như này. Các bác có thể tùy chỉnh để mình có thể thay mặt. Thay mặt ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150k cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Giá sẽ là 150.000. 150.000 cho một cái con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, 150k thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Combo sẽ bao gồm cho các bác là một thắt lưng và hai cái hộp nha. Đấy.
lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp nhá. Cá sấu hộp như này 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sen. Các bác lên cho em là sen cao su. Con này thì vừa là dùng là sen tắm bình thường, vừa các bác dùng là nó có cái đầu cao su như này luôn để các bác massage, massage kỳ cọ luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì sẽ là 90k thôi, 90.000 cho một cái sen tắm cao su như này. Ở đây nó sẽ có đầu cao su như này. Lên mã giúp cho em là sen tắm cao su, giá sẽ là 90.000. Có dây nối cho các bác này, có dây nối dài này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay. Tùy chỉnh tăng giảm và có tùy chỉnh nguồn nước như này. Đấy, tùy chỉnh chế độ như này, có 3-4 chế độ cho các bác tùy chỉnh nhá. Giá sẽ là 90k. 90k cho con thắt lưng con sen cao su như này. 90.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là điện thoại của thương hiệu Nokia. Đấy. Thì con này nó sẽ là Nokia 2 SIM này. Đây. Nokia 2 SIM. Con 2 SIM này thì sẽ là 260k nhá. Đấy, 260.000. 260.000 bao ship cho con điện thoại 2 SIM như này. Còn con này là Nokia 1 SIM này. Con 1 SIM này thì sẽ là 160k nhá. 2 SIM 260 giảm còn 230k nhá. Còn 230.000 thôi. Còn con 1 SIM này là 160.000. Đấy, 160.000 cho con 1 SIM như này. Đó, các bác muốn lấy con nào thì lấy. Điện thoại hàng của thương hiệu Nokia, dùng cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vật đứng thông minh nhá. Đấy, vật đứng thông minh. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái vật đứng như này và kèm thêm cho các bác là một cái đế sạc. Về nhà các bác chỉ cần đặt vào cái đế này là xong này. Đặt vào cái đế này cho em là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Thì mình dùng để mình sạc, cắm cái chân USB. Các bác cắm vào cái chân sạc điện thoại nhà mình. Đây. Con này thì dùng rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có chế độ cho các bác là chế độ đèn hồng ngoại như này để bắt mũi tự động này. Đấy, các bác thấy không? Bánh lửa, bánh điện tách tách luôn các bác. Đấy, rất tiện ích các bác nhá. Đó. Thì con này giá của nó sẽ là 100 các bác lên 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là vật đứng nhá. Vật đứng 130k cho con vật đứng nha. Con này thì các bác dùng cũng rất là tiện ích thôi. Đấy. Lên cho em là vật mũi đứng này. Vật mũi đứng nhá. Vật mũi đứng giá sẽ là 130k một đi em. 130.000 cho em vật mũi đứng như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Tiếp tục các mã hàng bên shop tiếp tục về cho các bác trong ngày hôm nay. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái đèn dầu nhá. Các bác lên cho em là đèn. Con này có phải đèn dầu không? Các bác lên cho em là đèn dầu nhé. Con này thì nó sẽ là một cái dạng giả cổ rất là đẹp luôn. Các bác có thể vừa dùng để co trang trí, vừa dùng để mình sử dụng luôn. Đấy, thì đây nó sẽ có cái phần để các bác châm dầu vào đây cho em này. Châm dầu vào đây cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Con này thì giá rất tốt nhá. Chỉ có 130.000 cho một con đèn dầu như này thôi. Về nhà thì các bác châm dầu hỏa vào mình sử dụng thôi. Ở đây nó sẽ có sẵn bấc cho các bác rồi. Đây, có sẵn cái bấc này các bác này. Các bác có thể tăng giảm bấc ở đây nhá. Tăng giảm bấc ở đây rất tiện luôn. Đấy, và khi mình châm thì mình có thể là nhấc cái này ra để mình châm này, hoặc các bác có thể xoáy trực tiếp được. Lên cho em là đèn dầu, giá của nó sẽ là 130.000 nhé. Các bác lên cho em là đèn dầu này, đó, đèn dầu giá sẽ là 130k, 130.000 các bác nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái túi chéo dàn di nhá. Túi chéo thì bên em có hai mẫu, đó là túi chéo da bò và túi chéo dàn di đó. Dàn di thì nó cũng về hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ là hai màu dàn di như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác. Con này thì các bác có thể mua để đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt, đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh, điện thoại, giấy tờ, ví tiền để các bác đựng ở cái ngăn đằng trước này rất là ngon luôn. Đây, đấy, nó sẽ có cho các bác là một ngăn bé đằng trước này và một ngăn to này. Đấy, một ngăn to thì các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40 cành thôi nhá. Giá chỉ có cho các bác là 40 cành thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo dàn di nhá. Túi chéo dàn di, chiều cao của nó thì vào khoảng 30 và chiều rộng khoảng 20. Đấy, con này thì các bác lên cho em là túi chéo dàn di, giá của nó sẽ là 40k. Đấy. Lên cho em là túi chéo dàn di này. Túi chéo dàn di nhá. Dàn di giá sẽ là 40k một chiếc, 40k một chiếc. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái mẫu túi chéo da bò này. Đấy. Túi chéo bằng da bò như này. Và có cho các bác là bỏ ra đây luôn thì quay. Và có cho các bác là hai màu, màu xám như này. Đấy, màu xám như này và màu xanh, màu xám và màu xanh. Giá thì sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái con túi chéo da bò như này. Chất liệu của nó thì bằng da bò tự nhiên nhá. Đây,
Đấy các bác xem này. Đấy anh em cào cũng không bị gì luôn đây các bác nhá. Đây, đây. Đấy, đây, con này. Các bác thấy chưa? Đấy cái phần này bằng inox rất là sắc luôn mà cào vào cũng không có hề hấn gì các bác nhá. Đấy các bác thấy chưa? Nó không có hề hấn gì luôn, không có một vết xước luôn. Chất liệu bằng da bò tự nhiên, về nhà em bao các bác test đốt thoải mái luôn nhá, test đốt thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo da bò nhá, túi chéo da bò. Da bò giá sẽ là 140k một chiếc nhá. 140.000 cho bọn em túi chéo da bò. Đấy. Thì kích thước thì nó sẽ là na ná như nhau. Đấy nhưng mà nó khác nhau nhá. Đấy nó khác nhau về một cái dòng là chất liệu là bằng da bò tự nhiên. Còn một dòng là nó sẽ là bằng hàng vải thô quân đội như này, cũng rất là bền đẹp và nhẹ, chắc chắn. Đấy quai đeo như này rất là tiện ích luôn. Đấy túi chéo da bò và túi chéo dàn di. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Tiếp theo thì bên shop về được một ít cái máy đồng hồ các bác này. Đấy một cái máy đồng hồ như này các bác nhá. Đấy máy đồng hồ như này. Về nhà thì các bác lắp kim vào cho em. Bên em sẽ gửi kèm cho các bác là cả lẫy kim các thứ, về nhà các bác lắp vào cho em. Lắp kim thì nói chung là các bác là thợ hoặc là bên tháo ra thì sửa chữa thì các bác biết rồi. Đấy. Một con máy đồng hồ như này nó chạy bằng pin đồng hồ nhá, chạy pin đồng hồ bình thường. Thì nhà các bác đồng hồ bị hỏng thì các bác có thể dùng để mình thay tháo cho em. Dùng để mình thay tháo cho em rất là tiện nhá. Lên cho em là máy đồng hồ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái máy đồng hồ như này. Đấy nó sẽ có sẵn cho các bác là kim này. Đấy, kim đây. Đấy em sẽ gửi sẵn kim cho các bác luôn. Đấy đủ 3 kim. Kim giờ, kim phút và kim giây nhá. Kim giờ, kim phút, kim giây. Đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ. Các bác lên cho em là máy đồng hồ nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một chiếc. Cái này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Về nhà các bác tự lấy pin nhà mình thôi. Lên cho em là máy đồng hồ 40k. Đây. Đấy máy đồng hồ 40.000 các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhẫn mạ vàng này. Đấy, lên cho em là nhẫn vàng. Con này thì nó sẽ là dòng vàng 18 carat, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng thép thép của nó là thép trắng không gỉ và mạ vàng. Ở đây thì nó sẽ là thuộc cái dòng là cơ chế là bóp vào như này được này. Đấy thì tay to tay nhỏ các bác chỉ cần bóp vào như này cho em là xong. Đấy sau đó thì mình đeo vào. Rất đẹp luôn. Đó các bác thấy không? Rất đẹp luôn. Đó. Vàng của nó là mạ vàng 18 carat nhá. Mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Đấy các bác thấy chưa? Đeo vào rất là đẹp luôn, hình con rồng này. Hình con rồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là nhẫn vàng. Giá thì chỉ có 20.000 cho một cái nhẫn vàng như này thôi. 20k cho một chiếc nhẫn vàng như này. Đấy nhẫn vàng hình con rồng, cực kỳ tài lộc cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là hút tài lộc cho các bác luôn nhá. Lên cho em là nhẫn vàng con rồng. Giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo hàng của Mỹ. Đấy thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, USA này, hàng của Mỹ USA đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc, màu vàng và màu bạc như này. Giá thì sẽ là 95k nhá. 95k cho một con bật lửa Zippo như này. Hàng nguyên đai nguyên kiện, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện. Chưa qua sử dụng, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị, giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 95.000 một chiếc coi nhá. Đấy, về nhà thì các bác sử dụng xăng thơm cho em. Đây. Đấy đây các bác này, còn nguyên tem này các bác này. Đấy, còn nguyên tem này. Đấy các bác theo đây. Đấy, bật lửa Zippo nhá, cực kỳ ngon luôn. USA American, hàng của Mỹ nhá. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo, giá sẽ là 95.000 một chiếc. Đó, 95.000 cho một con bật lửa Zippo như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, made in USA, made in USA. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nạo 3 món này. Giá sẽ là 25k. Sản phẩm sẽ bao gồm là một con nạo to, thì con này sẽ bao gồm là một nạo sợi, một nạo vỏ này, một con nạo nhỏ này. Con này thì có cái đầu để các bác khoáy cái phần sâu này, và một con dao như này. Con dao nhọn này các bác dùng để làm lòng gà, lòng gà rồi làm cá, rồi các bác có thể nhổ lông gà, lông gan, lông vịt ở cái phần nhíp ở đây. Rất tiện ích luôn. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này. Giá thì chỉ có 25 cành thôi. 25.000 cái bộ nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm nó là cái vòi vàng đây. Đầu này nó sẽ làm cái đầu vòi như này, thì các bác có thể xoáy để mình điều chỉnh này. Đấy, xoáy để điều chỉnh các cái chế độ nước khác nhau các bác nhá. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là chế độ để các bác xoáy vào đầu nguồn nước nhà mình này, và có cho các bác chế độ đó là ngoắt nghéo này. Đấy các bác có thể tùy chỉnh ngoắt nghéo như này thì rất là tiện. Con này thì các bác lên cho em là vòi vàng. Giá sẽ là vòi vàng bắt tiền đấy nhỉ. Các bác lên mã giúp cho em là vòi vàng nhá. Giá sẽ là 35.000. Lên mã giúp cho em là vòi vàng, giá sẽ là 35.000 cho một con vòi vàng như này. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy có thể ngoắt nghéo. Các bác chỉ về chỉ cần nó có đầu gioăng đây rồi. Có cái đầu gioăng gen xoáy rồi các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình là xong. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh như này. Được, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác cái lấy vít gãy nhá, lấy vít gãy. Một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 2 4 6 mũi tất cả. Bộ của nó sẽ bao gồm là 6 mũi. Thì combo cho các bác sẽ là 6 mũi lấy vít gãy như này. Thì về nhà các bác sử dụng thì các cái vít mà nó bị gì sét này, bị lâu ngày các bác không xoáy được ốc ra được thì các bác đưa cái này vào cho em. Đưa cái này vào là các bác rút phát một là nó sẽ ra luôn nhá. Lên cho em là lấy vít gãy. Con này thì giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 cho một hộp như này. Lên mã giúp cho em là lấy vít gãy 50.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xi măng dẻo nhá. Giá sẽ là 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch xi măng dẻo như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên cho em là xi măng dẻo giá sẽ là 20k. Đây khi các bác bóc ra thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, ở các cái vị trí ví dụ như là hộp điện này rồi điều hòa này hoặc các cái vị trí nào mà các bác không dùng mà mình cần phải bịt lại thì các bác dùng cái xi măng dẻo này cho em. Đó, nó rất là tiện ích luôn nhá. Mình chỉ cần là đấy các bác bóc vào sau đó thì các bác đắp vào cho em là xong. Nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 cho một bịch này thôi. Đấy. Các cái vị trí nào mà bị hở này mà các bác cần phải bịt thì dùng cái này kia, nó rất là tiện nhá. Đấy. Vừa chống chuột chày côn trùng kiến gián khử mùi rất là tốt luôn. Lên cho em là xi măng dẻo giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái bộ chuyển đổi nguồn nhá. Chuyển đổi nguồn con này thì nó sẽ là chuyển từ áp quy. Đấy, chuyển từ áp quy 12V sang điện 220V. Nó lên tới công suất của nó lên tới 3100mA nhá. Đấy đây. Thì con này nó rất là đơn giản thôi, nó sẽ là các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cho em. Sau đó thì nó sẽ cấp ra cho các bác kích nguồn lên, nó kích nguồn lên 220V nhá. Kích nguồn lên 220V. Đấy các bác có thể dùng là 12V hoặc là 24V đều được nhá. 12V hoặc 24V đều được và nó sẽ kích nguồn lên cho bác lên điện 220V. Thì khi mà bị mất điện này thì các bác có thể kẹp vào cái áp quy của xe máy này hoặc là các bác có thể dùng có những cái bình áp quy sẵn thì các bác cho vào cho em. Đấy và các bác có thể dùng để mình kích điện lên để mình lấy điện thắp sáng này hoặc là nấu cơm này. Đấy thì đều ok hết nhá. Đấy lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là bộ kích điện nhá. Đấy lên mã giúp cho em là bộ kích điện này. Nó dễ. Đấy. Bộ kích điện này, bộ kích điện giá sẽ là 175.000. 175k cho một cái bộ kích điện như này nhá. Đấy, lên cho em là bộ kích điện giá sẽ là 175k, 175.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái gen co nhiệt nhá. Một hộp này của nó thì sẽ vào khoảng là đi 328 đồng. Đó, 328 chi tiết đây. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy. Thì cái này nó sẽ là thuộc dạng gen co, các bác chỉ cần đưa vào đấu nối sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi là xong. Giá chỉ có 50k thôi nhá. Nên mã giúp em đó là gen co nhiệt nhá. Gen co nhiệt giá sẽ là 50.000. Đó, gen co nhiệt giá của nó sẽ là co nhiệt này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái dòng bóng đèn mà có 3 cánh. Đấy bóng đèn 3 cánh. Cầm tranh mấy cái bóng đèn ra đây hết đây. 5 cánh với cái mini luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái bóng đèn 3 cánh như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, đây. Đây các bác nhá. Đó. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây, 3 cánh. Và của nó thì nó cũng khá là sáng các bác nhá, khá là sáng. Đấy, rất sáng các bác này. Công suất của nó thì bóng đèn 3 cánh hả? Ừ, bóng đèn 3 cánh và công suất của nó thì con này là nó sẽ vào là đi đây em xem mặc định của nó cái này là bao nhiêu watt đây, cái này của nó sẽ là 45W nhá, 45W rất sáng luôn các bạn. Đấy 45W rất sáng luôn, sáng lên tới là điện thoại của em nó bị nhòang nhòang màn hình này các bạn, cái ánh sáng của nó rất là sáng nhá. Lên mã giúp cho em là bóng đèn 3 cánh nhá, 3 cánh. Giá của nó sẽ là đi 50. Bóng đèn 3 cánh giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy lên trên là đèn 3 cánh, giá sẽ là 50.000 này, 50.000 cho một con đèn 3 cánh như này. Đấy tiếp theo thì bên shop về cho bác bóng đèn 4 cánh mini. Con 4 cánh mini này thì giá của nó sẽ là 40.000.
40.000 cho con 4 cánh mini nha. Con này công suất của nó là 28W nhá. 28W các bạn. Đấy, con này thì công suất của nó là 28W thôi. 28W nhá. Con này công suất của nó là 28W. Cũng rất là sáng. Đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng 4 cánh nhưng mà nó sẽ là mini, nó nhỏ hơn này các bạn này. Đấy, 4 cánh mini nhá, nhỏ hơn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 8 cánh nhá. Đây. 8 cánh con này là 200W. Giá thì sẽ là 180.000. Công suất của nó là 200W và lên tới 8 cánh luôn. Lên tới 8 cánh luôn các bác nhá. Con này thì nói chung là miễn chê luôn các bác này. Đấy, miễn chê luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là ngon lành cành đào các bạn. Đây. Đấy, thấy chưa? Ấy, 200W này. Sáng chói chang luôn, sáng lóe cả mắt luôn các bác này. Đó, 200W nhá. 180.000. Đấy, 180.000 cho con 200W thế này. Con này thì các bác có thể dùng để nhà gia đình nhà mình có công việc này, hoặc là lễ Tết, hoặc là có các cái công việc lớn thì dùng những con này, hoặc là các bác làm nhà xưởng máy móc hoặc là cần cái môi trường mà chiếu sáng nhiều thì dùng con này cho em. Đấy, hoặc là bác nào đi hội chợ, đi triển lãm, đi công trình, công trúc các kiểu thì mình dùng con này cho em. Giá sẽ là đèn 8 cánh này là 180.000 nhá. Đấy. Con 8 cánh này, đương nhiên là đèn 8 cánh 180k nhá. Đấy, còn con 4 cánh mini thì các bác lên cho em là 4 cánh mini này. 4 cánh mini thì giá sẽ là 40k nhá. Con 3 cánh thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đầu, các bác lên mã giúp cho em đó là này, nó sẽ là lọc nước nhá. Đấy, đầu lọc nước này. Đấy, đầu lọc nước như này. Thì về nhà các bác lắp cái đầu này vào cái nguồn cấp nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có sẵn giòn cho bác luôn. Sẵn giòn về nhà các bác lắp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác một cái bộ lõi lọc như này. Về nhà các bác cấp vào cái đầu lọc nước nhà mình. Đấy, nguồn nước nhà các bác mà bị ô nhiễm, bị bẩn thì các bác lắp vào cho em. Đấy, và con này lắp vào thì nó lọc rất là tốt. Đấy, lên mã giúp cho em là lọc nước nhá. Giá sẽ là 50k. Đấy, các bác có thể lắp qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh. Đấy, thì hoặc là các bác lắp trực tiếp để mình sử dụng qua cái nguồn nước nhà mình. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy, thì một cái đầu lọc như này về nhà các bác bắt vào cái nguồn nước cho em. Đó. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng nha. Đó, đây. Nó sẽ lọc sạch nước cho các bác cặn bã các kiểu con là điều luôn. Các bác có thể lắp vào bình nóng lạnh này, hoặc là lắp qua các cái nguồn, ví dụ như là vòi chậu rửa, hoặc là cấp cho máy giặt cũng rất là tốt nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là lọc nước, giá sẽ là 50.000 nhá. 50k cho một con lọc nước như này, giá sẽ là 50.000 thôi. Giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái phễu nhá. Đấy, các bác lên cho em là phễu này, phễu inox nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một con phễu inox như này. 60.000 à? Phễu inox này bao nhiêu nhỉ? 70.000 thôi nhá. Lên mã tiếp theo là phễu inox, giá sẽ là 70k. Nguyên cái phần vòi này của nó thì vào khoảng là 8 cm, cái phần miệng của lưỡi phễu này thì vào khoảng là 10 cm, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Các bác có thể dùng để mình rót rượu, rót bia hoặc là các cái dòng nước, dầu, nhớt đều ok hết nhá. Hàng bằng inox sáng bóng đẹp, độ vót của nó rất là ngon. Lên mã giúp cho em đó là phễu inox, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một chiếc phễu inox như này. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Và tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái nhang hạc đây. Giá sẽ là 60k cho một cái hộp nhang hạc như này. Đấy, 60.000. Đấy, thì hôm qua em có bán cái hạc đấy. Thì nay em lại tiếp tục là về cái nhang này. Để các bác cho vào cái lư hạc đấy. Mình đốt rất là thơm luôn. Lên thì em là nhang hạc, giá sẽ là 60.000. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc inox đây, nó sẽ là một con ấm như này, rất là ngon lành cho bác luôn. Hàng inox 304, con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đi đây, dung tích của nó là 107 này. Đấy, 1.7 lít này, su 304 nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Điện 220V, công suất của nó thì từ 1.800 đến 2.200W đó. Đây, hàng sẽ như này, hàng sẽ như này, và giá thì sẽ là 450.000 nhá. 450.000
Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác khoảng 700-800 nghìn nhá. Khoảng 700-800 nghìn. Đấy, nhưng mà bên shop thì bán cho các bác cái giá rất hợp lý thôi. Chỉ có 450 nghìn cho một con ấm như này thôi. Con này thì các bác về các bác sử dụng thì cực kỳ là ngon luôn. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, đế điếc của nó này. Đế dây điếc của nó cực kỳ chắc chắn luôn các bác nhá. Đế dây cực kỳ chắc chắn luôn. Rất ngon lành nhá. Dây dẫn chắc chắn. Inox 304. Inox 304 cả trong lẫn ngoài luôn, sáng bóng dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, có cái phần báo ánh sáng này, báo ánh sáng như này. Đó, có phần báo nước, lẫy của nó đây. Đó, rất ngon lành luôn. Nắp của nó thì là cái dạng là nắp đậy bằng tay này thôi. Đấy, nắp đậy bằng tay như này nhá, có lẫy nhá. Đấy, có lẫy trượt như này. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450 nghìn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc hàng của Đức nhá. Đấy, các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức này. Đấy, hàng của thương hiệu Liebenlang, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây. Cái này thì nó là thuộc một cái dạng, nó dạng như là một cái giọng như thủy tinh các bạn. Đấy, nó kiểu thủy tinh ấy. Đấy. Một cái dạng thủy tinh chịu nhiệt, thủy tinh chịu nhiệt các bác nhá. Đó, và đây là cái nắp của nó này. Đây, nắp của nó ấn như này nó sẽ lên này. Đấy. Cái này thì nó sẽ có thêm cho các bác cái phần lưới lọc như này, thì khi các bác có thể là uống trà, uống cà phê hoặc là các cái loại lá đều được, thì nó sẽ có cái lưới này, nó sẽ giữ cho các bác luôn. Đó, nó sẽ có một cái lưới như này. Đây, đây là cái lưới của nó này. Thì các bác có thể cho trực tiếp trà hoặc là các cái loại hạt vào đây mình pha mình uống cũng rất là ok thôi. Đó, và con này thì giá của nó sẽ là 360 nghìn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm thủy tinh Đức nhá. Đấy, lên cho em là ấm Đức. Ấm Đức giá của nó sẽ là 360 nghìn. Đây, đây là cái đế của nó này. Đấy. Đế của nó đây. Đế của nó đây các bạn này. Đấy, đế của nó thì nó cũng có bo ấy như này nhá. Có bo bo inox như này, bo inox như này, rất là ngon lành các bạn. Đấy, rất ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em đó là ấm ấm siêu tốc Đức nhá. Ấm siêu tốc Đức đây, công tắc của nó này. Công tắc đây và cái này là lẫy bật này. Đấy. Rất ngon lành cho bác luôn. Đây cái này là công tắc này. Còn cái này là lẫy bật này. Đó. Giá sẽ là 360 nghìn cho con này. Đấy, 360 nghìn. Lên cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Đây. Đấy. Các bác lên cho em là ấm Đức. Ấm Đức giá sẽ là 360 nghìn thì con ấm Đức như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con đèn vàng này. Giá sẽ là 175 nghìn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Và giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. 175 nghìn trong con đèn vàng như này. Ta đang ghi điện đi. Có kèm thêm một cái cáp như này nhá. Một cái cáp sạc như này. Đây em sẽ bật test cho các bác xem luôn. Đây nó sẽ có sẵn một cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Đây em sẽ bật cho các bác xem này. Rất sáng luôn các bác thấy không? Đây, đấy, đây con đèn em đang bật đấy nhá. Sáng cả một cái khu phòng của em luôn. Mấy chục mét vuông như này mà sáng trưng luôn các bác này. Đó, đây các bác thấy chưa? Nhìn trực tiếp vào là chói mắt luôn. Đây, bật dọi vào hàng này. Sáng trưng luôn các bác nhá. Đó, rồi. 175 nghìn thôi. 175 nghìn cho con đèn như này. Con này thì vừa có chức năng là năng lượng mặt trời này, vừa có chức năng là sạc được luôn. Các bác có thể dùng trực tiếp năng lượng mặt trời hoặc sạc này. Và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Cổng to sạc ra cho điện thoại, cổng bé sạc vào này. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, ánh sáng vàng, ánh sáng trắng nhá. Nhấp nháy cảnh báo các kiểu con là điều luôn. Đó. Và dòng này là dòng tiêu chuẩn kháng nước IP66 nhá. Kháng nước thoải mái các bác dùng ngoài trời ok luôn. Đây, có tấm sẵn tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Rất sáng nhá. Mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là 300W nhá, vào khoảng 300W. Siêu sáng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực tốt luôn. Một con đèn vàng như này giá sẽ là 175 nghìn nhá. 175k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. 60 nghìn cho một cái bộ lưỡi kem như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là khoảng là 30 cái lưỡi và một bàn cạo, kèm thêm là một cái hộp 30 lưỡi, một bàn cạo, kèm thêm cho các bác là một cái hộp ấy luôn. Một cái hộp kem luôn. Đấy. 30 lưỡi, một bàn cạo kèm thêm một kem. Đây. Đấy. Giá thì cực kỳ là hấp dẫn cho các bác luôn. Đây, đây là cái bàn cạo này. Bàn cạo kèm hộp kem này. Đấy. Và 30 lưỡi như này. Có 30 lưỡi như này nhá. Đấy. Đây là mỗi vỉ này là 1 2 3 6 lưỡi này. Đấy, lưỡi của nó là lưỡi kép như này, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Lưỡi kép các bác này. Đó. Giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 60 nghìn thôi. Lên mã giúp cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá sẽ là 60 nghìn. 60 nghìn cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy vắt cam nhá. Máy vắt cam. Đấy. Hàng của thương hiệu Socani.
cùng hãng với cái con máy xay sinh tố mà em mới lên video hôm qua đấy. Đó thì đây. Đấy, con này thì các bác sử dụng điện 220V rất tiện ích luôn. Đấy. Đây, các bác chỉ cần đưa cam vào đây, vắt này, đấy là nó sẽ chạy thôi. Và các bác cắm điện như này là nó sẽ chạy này, điện 220V. Có hai nấc này, một cái nấc to này là dùng cho quả cam to, nấc nhỏ dùng cho quả cam nhỏ nhá. Đó. Và các bác cứ nhấp nhả này là nó sẽ vắt cho các bác rất là tiện luôn. Con này thì dung tích của nó lên tới 700ml nhá. Các bác có thể sử dụng uống trực tiếp được luôn. Đây. Đấy, nó là 45W sử dụng điện 220V, rất tiện ích luôn. Lên xem là máy vắt cam giá của nó sẽ là 100. Các bác lên xem là máy vắt cam nhá, 190k cho một con máy vắt cam như này, siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng nhá, ổ điện trắng giá sẽ là 60k cho một em ổ điện trắng như này, dây dài khoảng từ 1,5m đến 2m. Có công tắc đóng ngắt, có hai chân USB và sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm luôn. 7 ổ cắm cho các bác nhá. Hai ổ USB, 7 ổ cắm, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt. Giá chỉ có 60k thôi, giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái một cái lọ tinh dầu xả nhá. Đấy, tinh dầu xả. Các bác lên xem là tinh dầu xả. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng của Thái Lan nhá. Hàng của Thái Lan, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Con này thì các bác chuyên dùng để mình xịt vào các cái khu vực như là phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh. Đấy thì thứ nhất là nó lưu hương thơm này. Đấy, hương xả rất là thơm luôn. Thứ hai là nó giúp cho các bác là diệt muỗi, côn trùng kiến gián rất là tốt nhá. Đấy, diệt muỗi, côn trùng kiến gián này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên cho em là tinh dầu xả nha, tinh dầu xả. Giá của nó sẽ là 30k cho một lọ tinh dầu xả như này. 30.000 cho một lọ tinh dầu xả như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em là tinh dầu xả, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái lọ keo dán giày nhá. Cái này thì các bác chuyên dùng để dán giày rất là tốt luôn. Đấy, của nó là chuyên dụng để dán giày và dán đồ da. Đấy, giày giày dép, tức là giày vải, giày, nói chung là các loại giày đều dán được hết nhá, và đồ da cũng rất là ok. Đây, nắp của nó như này. Và cái nắp này của nó thì nó sẽ có sẵn kim luôn. Đấy, và cái dòng keo này của nó sẽ là cái dạng là keo dính chậm nhá, keo dính chậm, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Đấy. 15k cho một lọ keo dán giày như này nhá. Đây, nó giúp cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này, 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đốc sạc kèm pin nhá, giá sẽ là 65.000. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ, cái này của nó là pin đồng hồ nhá, các bác có thể lắp vào mic karaoke cũng được. Đấy, đốc sạc pin đồng hồ, giá của nó sẽ là 65k nhá, 65k cho một cái đốc sạc pin đồng hồ như này, cả đốc cả pin luôn, 65.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt bếp nhá. Đấy, chai xịt bếp này, cái này thì các bác dùng để mình xịt vào bàn bếp này, rồi các khu vực mà dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em. Đấy, lên cho em là xịt bếp nhá. Đấy, xịt bếp, con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ là cái dạng bọt như này các bác này. Đấy, dọn bọt như này. Đấy, dọn bọc bọt trắng như này các bác này, bọt trắng như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ giúp tẩy sạch các cái vết mỡ, dầu mỡ bám này, cặn bám rất là tốt luôn nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Xịt bếp, giá của nó sẽ là, xịt bếp này bao nhiêu nhỉ? Xịt bếp 45k nhá, xịt bếp 45.000. Đấy, ngoài ra thì bên em có cái xịt nhà tắm này, xịt nhà tắm, nhà vệ sinh, thì các bác lên cho em là xịt nhà tắm nhá. Xịt nhà tắm, giá của nó sẽ là 40k. Đấy, 40k. Thì hai cái chai này đều là hương chanh và hương tự nhiên rất là thơm luôn, và nó sẽ xịt ra cái dạng kem như này các bác. Đấy, thì các bác có thể sử dụng để mình đánh mình kỳ cọ như nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp. Đấy, thì xịt bếp sẽ là 45.000 và xịt nhà tắm là 40.000 nhá. Đấy. Đây các bác này, đấy, bếp giáp nhà các bác bẩn, các bác xịt vào cho em. Xịt vào sau đó thì mình để một lúc, sau đó thì mình đánh kỳ cọ lau rửa đi là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Đấy, các bề mặt bếp ga rồi hút bụi rồi hút dầu mỡ. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Các bác xịt vào sau, để một lúc sau đó thì mình đánh rửa đi cho em. Đấy, sạch luôn nhá. Đó, nó sẽ tạo sáng bóng cho gian bếp nhà mình. Đấy. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, xịt bếp giá sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy, các bác có thể dùng để xịt mình lau chùi rất tiện ích luôn nhá. Đó, các bác thấy không? Đấy, xịt bếp này.
xịt nhà tắm, nhà vệ sinh. Đây này, xịt nhà vệ sinh các bác này. Đấy, nhà vệ sinh các bác bị bẩn này, nấm mốc lâu ngày này, các bác xịt vào cho em, rất tiện ích luôn nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. Đấy các bác này, đấy xịt vào là sạch luôn. Đó, xịt vào nó sẽ tẩy sạch cho các bác luôn nhá. Rất tiện ích luôn, giá thì chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là khóa dây này. Con khóa dây này của nó thì sẽ là 80.000 cho một con khóa dây như này. Đấy thì bên shop để mặc định mật khẩu của nó sẽ là dãy số 0 như này. Về nhà thì các bác có thể đảo mật khẩu tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Con này sẽ là 80.000 các bác này, 80.000. Đấy, đảo mật khẩu thì đơn giản thôi, các bác xoay theo cái chiều kim đồng hồ này, có cái chiều mũi tên thì các bác xoay theo này. Sau đó các bác cài mật khẩu tùy ý, sau đó thì các bác lại xoay cái kia trở lại là xong. Con này thì các bác lên cho em là khóa dây 80.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khóa chữ U này. Đấy, khóa chữ U đây. Con này thì giá của nó là 85.000, 85.000 cho con khóa chữ U như này. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác chỉ cần đảo đi một số đã là không mở được rồi. Đó, còn chuyển mật khẩu khác thì các bác cũng xoay cái này cho em, sau đó thì mình lại xoay mật khẩu, đảo mật khẩu đi cho nó cho về là xong. Khóa chữ U này thì giá của nó sẽ là 85.000 nhá. 85.000 cho con khóa chữ U. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lon chày inox nhá. Đây, cái lon chày inox như này. Đấy. Lon chày inox như này nhá. Rất là đẹp luôn đây các bác này. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một lon và một chày bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Lon chày inox sáng bóng đẹp. Con này thì nó sẽ có cho các bác cả nắp đậy luôn, thì khi các bác giã đồ này, giã cua. Đấy thì nói chung là nó không bị bắn, bị hắt nhá. Đây. Rất là ngon luôn. Ra hỏi cái bộ lon chày bao tiền. Đấy. Thì rất tiện ích các bác này. Đấy, bằng inox 304, sáng bóng đẹp nhá. Đấy. Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy. Hả? 130.000 cho cái bộ lon chày inox này thôi. Đến mã giúp cho em là lon chày inox nhá, 130k. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn, 130.000. Cái chày này của nó thì nó dài khoảng gần 20 cm, còn cái lon này thì cao khoảng 10 cm, su 304, dưới có lót cao su này, dùng để giã cua, giã tôm tép này. Đấy, hoặc là hành tỏi đều ok hết nhá. Lên cho em là bộ lon chày này, bộ lon chày 130.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Đấy, nó sẽ là hình khẩu súng như này, bên em gọi nó là súng thư giãn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác dùng để mình massage, và một thân máy như này nhá, một thân máy như này. Đấy, các bác giữ lì này cho em là nó sẽ lên này. Đấy, và các bác có thể tăng giảm cấp độ tùy theo. Và đây là cái đầu của nó này, các bác lắp vào này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 6 cấp độ rung nhá. Đấy, rung cực kỳ khủng luôn đó. Đây, rung rất là mạnh các bác nhá. Đây các bác trông cái tay này, em rung lên này này này. Đây, cho bắp tay các bác này. Đấy, rung này. Và anh bắp tay này rất là tốt luôn nhá. Các bác có thể rung tay, chân rồi mông đùi các kiểu con là điều luôn, rung ở chỗ nào cũng được. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Giá cực rẻ luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn. Nó hình khẩu súng nhá. 170k. Đây nó hình khẩu súng như này các bác này. Đấy, bắn bùm. Lên cho em là súng thư giãn. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho em súng thư giãn như này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mã rất là mới các bác này. Đó. Đó, một con chuông đồng rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, chuông bằng đồng. Con này nó là bằng đồng thau tự nhiên nhá, đồng thau tự nhiên. Hàng đúc thủ công, rất là đẹp luôn các bác này. Các bác có thể mua về để mình sử dụng khi mà mình có gia đình, có công việc lễ lại này, hoặc là các cái công việc khác đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông đồng. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, 100.000 cho con chuông đồng như này. Các bác lên cho em là chuông đồng, giá sẽ là 100k. Đó, chuông đồng này. Chuông đồng, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con chuông đồng như này. Tiếp theo thì con chuông này thì cái chiều cao của nó tính cả cái phần cán này vào khoảng trên 10 cm, cái phần rộng này của nó thì vào khoảng là 8 cm nhá. Còn phần cao nguyên chuông thì vào khoảng 5 cm, 5 đến 7 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm chết của Mỹ nhá. Hàng thương hiệu Crossman USA. Đấy, kìm chết Mỹ, con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác nhá. Giá chỉ có 100k thôi. 100k cho con kìm chết Mỹ như này. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên mã cho em là kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100.000 cho con kìm chết Mỹ như này các bác này, 100k. Đấy. Tiếp theo thì
Bên shop về cho bác cái sản phẩm, nó là cái bộ môi nhá. Môi thì đây. Đấy, nó sẽ là một con môi rất là đẹp như này này. Đấy, một con môi rất là đẹp này các bác này. Đấy. Giá thì sẽ là 40.000 cho một cái môi như này. Hàng siêu dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Siêu dày dẫn chắc chắn nhá. Môi thì bằng inox 304, cực kỳ là võng lòng luôn, dày dẫn chắc chắn. Riêng con này mà các bác dùng thì cực kỳ là ngon luôn các bác nhá. Riêng con này các bác dùng cực kỳ là ngon luôn. Đây. Đấy, rất là đẹp các bác này. Cái phần cán của nó thì nó sẽ là đúc liền như này và không có phần rãnh. Thì khi các bác sử dụng thì nó sẽ không bị rửa ráy thì nó sẽ rất là vệ sinh luôn. Không bị động cáu cắn bẩn các thứ nhá. Đó, giá sẽ là 40k cho một cái môi như này nhá. Để các bác lên cho em là môi đặc nhá. Môi đặc, giá sẽ là 40.000 cho một cái môi đặc như này các bác này. 40k cho một cái môi đặc như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái thắt lưng đại bàng nhá. Các bác lên cho em nó là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1m1 đến 1m2. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 1m2. Và nó sẽ là hình đại bàng rất là đẹp như này. Hình con đại bàng rất là đẹp như này. Đấy, USA nhá, USA. Con này thì chất liệu của nó thì bằng dây dù như này. Hàng của quân đội Mỹ này, hàng quân đội Mỹ. USA nhá, hình con đại bàng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng đại bàng nhá. Thắt lưng đại bàng, đó, đây, rất đẹp các bác này. Hàng của quân đội, hàng của quân đội cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Đấy, các bác chỉ cần sập này cho em là xong. Đó. Hình con đại bàng rất là đẹp này, USA này. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng, con này sẽ là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái thắt lưng dép nhá. Đấy, thắt lưng dép đây. Đấy, con này thì chiều dài của nó thì cũng vào khoảng 1m1 đến 1m2 nhá. Con này thì nó sẽ là bên shop đang lên tên nó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù hoặc là thắt lưng dép. Thì các bác lên cho em là thắt lưng dép, còn con này là thắt lưng đại bàng. Hai con này thì nó sẽ giống nhau nhưng mà giá tiền thì khác nhau nhá. Cũng là hàng của Mỹ luôn, thương hiệu dép của Mỹ, 1961 này. Con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá, 80k. Các bác lên cho em là thắt lưng dép 80.000 và con này thì nó sẽ là thắt lưng đại bàng. Đại bàng thì con này sẽ là 120 nhá. Đấy. Con này thì giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, giá nó rẻ hơn rất là nhiều. Chất liệu các thứ thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà nó khác nhau ở cái mặt nhá. Đấy, nó khác nhau ở cái mặt này các bác này. Đấy. Cái mặt đại bàng này thì nó sẽ đắt hơn này, mặt đại bàng nó sẽ đắt hơn, còn cái mặt Z này thì sẽ rẻ hơn các bác nhá. Đó. Thì con thắt lưng đại bàng này là 120.000. Đấy, 120.000, còn con thắt lưng Z này thì giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá, viên thả bồn cầu. Một túi này của nó thì sẽ là 10 viên. Đấy, mỗi tháng các bác cứ dùng cho em một viên này cho em. Đấy, trong một năm này là ok. Đấy, mỗi tháng một viên này cho em. À, dòng này của nó thì sẽ là 15k cho một túi như này. Công dụng của nó thì thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Sạch thơm. Sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn, giá sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Một lọ này thì giá sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Đấy, mùi của nó thì thơm dịu nhẹ dễ chịu. Nó sẽ có cho các bác là cái bấc về nhà các bác tháo cái nắp này ra, sau đó thì cắm cái bấc này vào cho em này. Đấy, có cả bấc cả nơ đàng hoàng nhá. Đấy, cả bấc cả nơ đàng hoàng treo vào đây cho em. Đấy, các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Con này thì bên Nhật nó chuyên để trong các nhà hàng khách sạn, rất là thơm luôn nhá. Nhà hàng khách sạn rất là thơm luôn. Đấy, lên đi em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 15k, à 30k nhá. 30k cho một cái lọ nước hoa khách sạn như này, 30.000. Đấy, 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Đấy, đây thì nó sẽ là một cái cặp lồng mà có 4 ngăn như này, 1 2 3 4, 4 ngăn như này. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Đấy, cặp lồng tầng như này. Và nó sẽ có cho các bác là 4 ngăn. 4 ngăn nhá, giá sẽ là 80.000. Đấy, 80.000 đây em sẽ mở cho các bác xem. Giá rất rẻ các bác, giá rất rẻ luôn. Đấy, đây. Mở nắp ra các bác này. Đấy, mở nắp ra thì nó sẽ có từng ngăn một như này. Đấy, có từng ngăn một này. Đây là nắp của nó này. Đấy. Mỗi ngăn một nắp như này nhá. Đấy. 4 ngăn, dung tích của nó là 2 lít và giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Đậy vào thì cực kỳ là kít luôn. Đấy, đây, 4 ngăn như này. Các bác chỉ cần sập lẫy này em là xong này. Đấy. Cứ sập lẫy vào là xong nhá. Có nắp, có giòn đàng hoàng nhá, 80k. Lên cho em là cặp lồng tầng rồi. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc chụp đơn nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu đồng hồ dây da này, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đồng hồ dây da hàng siêu đẹp cho các bác luôn nhá. Đây các bác này. Hàng rất là đẹp luôn. Đây các bác thấy chưa? Đó, dây da rất là đẹp luôn nhá. Và giá thì một cái mẫu đồng hồ dây da cực đẹp các bác nhá. Đấy các bác này. Đấy, đồng hồ dây da rất là đẹp luôn.
mặt này. Đấy, mặt sáng đẹp các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Giá của nó sẽ là 95.000 nhá, 95.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác lên giúp cho em đó là đồng hồ dây da nhá. Đồng hồ dây da giá sẽ là 95k đây. Các bác này. Đeo vào thì cực kỳ là mượt luôn các bác này. Đấy, lấy cái bút này. Đeo vào cực kỳ là mượt luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp các bác này. Số dạ quang đẹp nhá, số dạ quang đẹp cho các bác luôn. Đấy, và có các cái trang trí các cái đồng hồ nhỏ trang trí bên trong. Đó, hồ nhỏ này trang trí thôi nhá. Đó, rất đẹp các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ dạ quang này. À, đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đồng hồ dây da này, đồng hồ dây da nhá. Dây da giá sẽ là 95k cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cọ rỉ nhá. Cọ rỉ đây, cái này các bác thì dùng để đánh sắt này, đánh rêu này, rồi đánh bẩn, đánh xoong, đánh nồi đều được hết nhá. Giá sẽ là 15k cho một cái chổi cọ rỉ như này. Đây, các bác có thể dùng để mình chì cọ này, chì cọ đánh rửa này. Đấy, đánh rửa xoong nồi bát đĩa rồi nói chung là tất cả. Đây, rất là tiện nhá. Xong nồi bát đĩa rồi đánh rêu, đánh mốc đầy đủ cho bác luôn. Nên cho em là cọ rỉ nhá, chổi cọ rỉ giá sẽ là 15k cho một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng này. Một quận này của nó thì khoảng là 20m nhá, một quận này khoảng 20m. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một quận dây như này. 150k các bác nhá, 150.000 thôi. Các bác lên cho em là dây điện vàng nhá. Chiều dài của nó khoảng 20m, có đèn báo này. Đấy, hàng nội địa của Nhật có đèn báo đây. Và có 1 2 3 4 chân cắm như này. Có 4 chân cắm có đèn báo nhá. 4 chân cắm có đèn báo. Con này thì dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. 150.000 một quận. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao thái lỗ của Nhật này. Đấy, thái lỗ của Nhật. Đây, hàng made in Japan này, made in Japan. Đó, đây. Hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Dọc giấy bóng cái loại giấy bóng dài như này mà em còn dọc được là các bác biết rồi. Đấy. Hàng siêu bén cho các bác luôn, giấy bóng siêu dài mà còn dọc được các bác nhá. Con này thì các bác dùng cẩn thận thì em là khéo đứt tay nhá. Đấy, dài thì phần lưỡi là 20 cm, tổng chiều dài của dao khoảng 30 cm. Có quai đeo như này, quai đeo hàng liền thân, siêu sắc bén cho bác luôn. Akatsuki này. Đấy, hàng made in Japan. Đó. Lên theo là dao thái lỗ, con này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130k cho con dao thái lỗ này. Đấy, lên theo là dao thái lỗ. Dao thái lỗ giá sẽ là 130k nhá, 130k con dao thái lỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đồng hồ vạn năng nhá. Đấy, đồng hồ kim, lên cho em là đồng hồ kim. Đấy, con này thì sẽ là 200, các bác lên cho em là đồng hồ kim nhá. Đấy, đồng hồ kim thì cái này các bác dùng để đo vôn, đo ampe kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Có kèm cho các bác một viên pin như này. Đấy, và các cái đầu để đo đây. Các bác có thể đo ôm này, đo ampe kế, đo vôn kế, đo nhiệt kế đều ok hết nhá. Đấy đây, các kiểu con này đều luôn. Đó, ôm rồi ampe rồi DAC, ACV, nói chung là đầy đủ. Giá sẽ là 230.000, bên em đã bao ship cho bác nhá. 230.000, bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Giá rất hợp lý nhá. Một con đồng hồ như này. Con này thì hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Nếu các bác mua bên ngoài thị trường nó phải 300-400.000. Đấy, bên em bán giao đến tận tay cho các bác, giá chỉ có 230.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm. Đồng hồ kìm giá sẽ là 230k bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đài FM của Nhật này. Đấy, đài FM của Nhật đây. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Có cả đồng hồ luôn nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Và con này thì nó đã tích hợp pin sẵn ở đây rồi. Về nhà có kèm thêm một cái cáp sạc pin đây. Đấy, cáp sạc pin bên trong này và một quả pin như này. Về nhà các bác dùng thôi. Hết pin thì các bác lại sạc pin vào cho em. Đấy, các bác để cho em chế độ FM là một này. Đấy, và vặn lên này. Đấy, vặn lên. Đấy, volume ở đây luôn. Bluetooth. Đấy, và các bác bắt đầu là mình dò nhá, mình dò này. Đấy. Các bác dò đây cho em này. Đấy. Đấy. Các bác cứ dò đây cho em. Đó. Là mình sẽ ra đài thôi. Các bác cứ nhả nha, mình dò là nó quen tần sóng rồi là các bác bật lên là sau các bác cứ bật lên là có luôn. Đó. Rất tiện ích các bác nhá. Đấy, các bác cứ dò đây cho em này. Đó. Đó. Để mà tránh việc có thai ngoài ý muốn. Dạ vâng. Liên quan đến chủ đề là phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em thì trong quá trình thực hiện chúng tôi nhận được nhiều ý kiến của các quý vị thính giả. Những bậc phụ huynh có hỏi là có những cái loại xâm nào ạ? Và làm sao để mà có thể nhận biết sớm được những cái dấu hiệu mà con em mình bị xâm hại ạ? Thực ra là xâm hại tình dục thì không phải là chỉ cần tiếp xúc bộ phận sinh dục với bộ phận sinh dục, người ta đã có những cái định nghĩa và quy định. Xâm hại tình dục qua lời nói, qua hành động, qua phim ảnh, rồi qua chuyện kể, rồi rất nhiều các vấn đề. Cho nên là
để mà cái nhận biết được. Con này thì nó sẽ có cho các bác là đồng hồ này, có đài FM này và có kết nối cả MP3 Bluetooth nhá. Đó. Có cả kết nối Bluetooth luôn. Đấy thì giá sẽ là 260.000 cho một con đài FM như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác cứ kiểm tra ok thì mình thanh toán cho em. Đó. Tên mã giúp cho em đó là đài FM nhá, giá sẽ là 260.000. Đó. Đài FM này. Đài FM 260k, 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng. 70 đến 100 vòng và một vòng này thì các bác có thể đốt liên tục được cho em là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng. Đấy. Mỗi bánh như này là nó sẽ là 2 vòng nhá. Mỗi bánh này là 2 vòng, về nhà các bác tách ra cho em. Cái này của nó là trầm tự nhiên nhá, trầm tự nhiên. Đấy, được chiết xuất từ gỗ trầm tự nhiên, hàng cực kỳ là thơm luôn nhá. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, gỗ trầm tự nhiên rất thơm. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái hộp mà nhang trầm đốt như này, giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một hộp. Các bác lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Nhang trầm đốt này, giá sẽ là 40k thôi, rất rẻ. 40k trên một hộp như này mà tới 100 vòng, tính ra là vào có 400 con trên một vòng như này, rất rẻ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng này. Đây. Qua lên cho em là nồi lẩu 2 tầng. Rất tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình chiên mình hấp này, hấp hoặc là ăn lẩu này. Dán đều được hết nhá. Đây, tráng đá chống dính. Kích thước của nó là 28 cm nhá. Thứ nhất là các bác có thể dùng để chiên, dán, xào nấu ok hết này. Đấy, ăn lẩu này hoặc là hấp này. Nói chung là con này nó sẽ là nồi lẩu 2 tầng đa di năng, rất tiện ích luôn. Đây. Đấy. Điện 220, 28 cm, công suất của nó là 1000W, hàng siêu nóng nhanh luôn. Hả? Giá sẽ là 230.000, bên em bao ship đến tận nhà. Ôi giời ơi, giá rất ôi giời ơi luôn, giá siêu rẻ luôn nhá. Một cái nồi lẩu như này, đa di năng như này mà giá chỉ có 230.000 thôi, rất rẻ nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu 2 tầng nhá, lẩu 2 tầng. Lẩu 2 tầng giá sẽ là 230k, bao ship. Giá cực kỳ ôi giời ơi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá, 150.000 à. 150.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này. Cắm điện vào có đèn báo này, có 1 2 3 4 chân USB, 3 chân ổ cắm, 1 chân sạc nhanh. Đấy, các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây là sẽ có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn, rất tiện. Để trên bàn như này vừa nghe nhạc, vừa sạc pin, vừa xem YouTube các thứ. Vừa mở shop Phạm Huấn lên xem nhá, có cả cầu dao đóng ngắt luôn. Hàng cực kỳ xịn sò. 3 chân, 4 chân USB 1 2 3. Đấy. Cắm cho anh cái dây điện tí nào. Rất tiện luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Giá thì chỉ có cho các bác là 150k thôi, 150k. Đây em cắm test thử cho anh em các bác xem luôn. Dây dài khoảng gần 2 mét nhá. Đấy, mét mấy đến 2 mét đây. Cắm vào này, bật lên có đèn báo này. Đấy, đèn báo xanh luôn nhá. Sạc nhanh này. Đấy, sạc nhanh này. Đấy, báo pin luôn. Ngon chưa? Đó, rất tiện luôn. Giá sẽ là 150.000. Có dây dài nhá, dây dài khoảng gần 2 mét các bác nhá. Dây khá là dài luôn đấy, rất ok luôn. Lên cho em là ổ sạc nhanh 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cái bác sản phẩm đó là cái bộ gắp nóng này. Bộ gắp nóng đây, bộ này rất là tiện. Bao gồm cho các bác khá là nhiều chi tiết luôn. Đấy, đầu tiên thì sẽ có cho các bác là một cái gắp kẹp như này này. Đấy, cái này để các bác kẹp mà các cái bát, cái đũa vào này, cái bát đĩa này. Đấy. Thứ hai là cái này chuyên để gắp đĩa. Đây, gắp đĩa này, các bác hấp thì mình đưa cái vành này ra này, đưa cái vành này ra mình kẹp đũa kẹp những cái đĩa, những cái khay vào này. Đấy, cái này thì để lót nóng này, cái này để bắt tay này. Đấy. Một bộ 4 món như này, giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu? 50.000 các bác. 50.000 cho một cái combo 4 món thần thánh này. Đấy, các bác nhà bếp nhà nào cũng phải nên có một cái bộ này. Ví dụ như các bác hấp này rồi chiên rán này, đồ nóng này cần phải gắp ra mà không bị bỏng tay dùng cái này cho em. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa giá sẽ là 50k. Đấy, bộ gắp bát đĩa 50.000. Đây sẽ có video thực tế luôn. Các bác sản phẩm bao gồm một cái bát đĩa. Các bác nhá. Đó, các bác xem hình ảnh còn em minh họa cho các bác xem. Kẹp vào này, bê ra này, rất tiện nhá. Chắc tay luôn đấy, đây là cái bắt tay này. Bộ sản phẩm này đấy, của họ còn thiếu một món này, của em còn có cả cái lót chống nóng ở dưới nữa cơ. Đó, họ có ba thôi, của em 4 món luôn.
siêu tiện ích luôn. Đấy, anh em các bác thấy chưa? Đó. Rất tiện nha. Rồi ok. Hello chào bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô xịt chuột Vĩnh Viễn này, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, có thông tin địa chỉ rõ ràng nhá. Made in Japan. Con này thì chuyên xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn luôn. Giá sẽ là 35k cho một chai như này. 35k cho một chai xịt đuổi chuột hàng nội địa của Nhật như này nhá. Ở bên Nhật nó chuyên dùng trong các thành phố lớn đây. Đấy, các bác cứ xịt trực tiếp vào các cái khu nào mà nó trú ẩn này. Đấy, hoặc là trên ô tô này, trên máy ô tô các thứ, các bác xịt vào cho em 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là chai xịt muỗi nhá, cũng hàng nội địa của Nhật luôn. Muỗi kiến dán nhưng chủ chốt vẫn là muỗi này. Đó. Con này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là xịt muỗi, giá sẽ là 40.000 cho một chai xịt muỗi như này. Đó, con này là 250ml các bác này. Đấy, còn có chai xịt chuột này thì nó sẽ là vào khoảng là 300ml các bác nhá. 300ml nó to hơn một chút. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu đây. Đấy, một địch này của nó sẽ là 10 viên. 10 viên như này. Hàng này cực kỳ là xịn luôn, các bác cứ thả vào cái bồn cầu nhà mình. Đó là nó sẽ giúp cho các bác là cái này thơm lắm. Đấy. Thứ nhất là con này thì rất là nhiều công dụng luôn. Thứ nhất là sạch này. Đấy. Thứ nhất là sạch, thứ hai là thơm. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn luôn. Đó, sạch thơm diệt khuẩn. Giá chỉ có 15k trên một túi, 10 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khò ga. Hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đây. Kabushi này. Đấy, Kabushi made in Japan nhá. Đó. Con này thì chuyên dùng để đánh lửa tự động rất là ngon. Và hàng đợt này về cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là khò ga đại nhá. Con này giờ thanh lý cho các bác cái giá chỉ còn cho các bác là bao nhiêu. Đấy. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Chuyên dùng để các bác thui chân giò hoặc là mình làm chiến công trình các thứ. Đấy, cứ lắp vào bình ga mini cho em là xong. Lên mã giúp cho em đó là khò ga đại. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn là 100k thôi. Khò ga đại này. Khò ga đại nhá. Khò ga đại. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một sản phẩm đó là cái chai thông cống này. Cái chai thông cống như này. Đấy, lên cho em là bột thông cống nhá. Cái này là bột. Các bác đổ vào là nó sẽ sầu lên. Đấy, nó sẽ sầu lên thì rất là tiện nhá. Lên cho em là bột thông cống này. Bột thông cống. Thông cống nhá. Giá sẽ là 25k cho một chai bột thông cống như này. Con này thì dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này. Đó. Nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhỉ? Đấy, các bạn thấy chưa? Anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nữa. Đấy, thấy chưa? Đó. Nguyên nhân cái cống nhà tắm nó hay bị tắc ấy là nó giấy rác cũng cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Rất tiện luôn nhá. Kết quả này. Ok luôn nhá. Đấy, giá thì chỉ có 25.000 cho một lọ bột thông cống như này thôi. Các bác thông thường xuyên cho em 1 năm các bác thông cho em 2 3 lần là ok nhá. Giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn nhá, nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có 30k cho một lọ như này thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn này, thơm phức luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một lọ như này và có cho các bác các cái bấc như này để các bác cắm vào lọ này và một cái nơ như này nhá. Đây, rất đẹp luôn. Tháo cho em cái nút nhựa trắng này ra, cắm cái bấc này vào là nước hoa nó sẽ thơm phức luôn. Thì chuyên bên Nhật nó chuyên dùng cho nhà hàng khách sạn và các cái không gian phòng của nó rất là thơm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k thôi. Đây. Chuyên bên Nhật chuyên dùng cho các nhà hàng khách sạn này, hotel đây. Đó, rất thơm luôn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Hàng made in Korea của Hàn Quốc. Đấy, chuyên bị chuyên trị cho các bác là đau mỏi khớp vai này, khớp cổ, đốt sống lưng, đốt sống cổ này, khớp gối này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ dầu nóng như này. Lên mã cho em là dầu nóng Hàn Quốc. Đấy, dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40.000. Đó. 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. À, màu trắng ở chân nữa. 40k nhá. Con này thì nó sẽ là được rồi. Nó sẽ là dòng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này các bác thấy không? Đấy. Khi mà các bác bôi và đau mỏi vai, cổ, vai gáy các bác bôi vào cho em rất tốt luôn. Đấy, rất tốt luôn. Lên cho em là dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy đây. Đấy, đây nó sẽ là một con cốc như này. Các bác dùng để mình rất là đa năng luôn. Để mình khuấy lắp pin và đít này cho em nhé. Lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây. Sau đó thì các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha cả các loại nước đều được hết. Có cái hạt nam châm từ trường này nó sẽ ngoáy đều cho các bác luôn. Để các bác pha. Đấy, rất tiện, giá sẽ là 90k trong con cốc tự khuấy này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem nhé. Đây các bác này nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, các bác làm cái gì cũng được. Đây nó xoáy tít như này. Các bác cho nước này, cho cà phê này. Đấy. Rất tiện luôn, thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con cốc tự khuấy này thôi. Đấy, pha các loại hạt này,
trà, cà phê này, rồi nói chung là ngũ cốc này đều ok hết nhá. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác rồi sản phẩm đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì nó sẽ vào khoảng cho các bác là từ 30 đến 36 lưỡi. Đấy, nhưng mà cơ bản là sẽ có khoảng 30 lưỡi. 30 lưỡi kèm thêm một hộp kem và một cái bàn cạo như này. 30 lưỡi một hộp kem một bàn cạo. Các bác có thể dùng để mình cạo râu rất là đa di năng luôn. Lưỡi của nó là hai lưỡi trắng kép như này. Đấy, các bác thấy không? Gillette các bác nhá, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi một cái bộ như này, bao gồm là 30 lưỡi một bàn cạo một hộp kem. Giá thanh lý cho bác chỉ còn 55.000 thôi nhá. 55.000. Giá cực hạt rẻ luôn. 55.000 30 lưỡi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái bộ lưỡi kem mà cái giá nó hợp lý như này đâu. Đấy, lên theo là bộ lưỡi kem nhá, giá sẽ là 55k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy súng thư giãn nhá, 170.000. 170k cho em súng thư giãn như này, 170.000 các bác này. Đấy. Con này thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Đấy, các bác lắp vào là cho em, nó sẽ có rất là nhiều đầu khác nhau. Giữ lì để nó lên này và có 6 cấp độ rung các bác này. Đấy, vào đây. Rất tiện luôn nhá. Khi các bác lắp thì ấn chặt vào cho em này. Đấy. Dùng rất mạnh các bác. Rất là mạnh luôn. Đấy. Rất hợp lý nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 170.000 thôi cho một con súng thư giãn như này. 170k nhá. Dùng để massage rất là tốt luôn. Massage cổ vai gáy, bắp tay, bắp chân, bắp đùi đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một đầu vòi xịt và một giá đỡ. Dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m rưỡi. Đây. Một dây đầu vòi xịt một giá đỡ. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ sản phẩm như này. Một dây này, một đầu vòi xịt một giá đỡ, hàng inox 304. Xoáy vào đây cho em là xong. Đó, xoáy vào đây nhá. Đó, đầu vòi xịt bằng inox, hàng nội địa của Nhật đây. Osaka Japan. Đó, bằng inox 304, sáng bóng đẹp. Đấy thì các bác lắp đặt vào cái nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet của mình hoặc là các bác lắp trực tiếp vào cái vòi của cái khu để các bác xịt tưới cây cũng rất là ok nhá. Rửa sân tưới cây đều ok hết rồi, ok. 90k các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Một số các mã hàng bên em tiếp tục về mã mới. Lên video gửi tới các bác các số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái vật hoa quả nhá. Đấy thì con này nó rất là đơn giản thôi, về nhà các bác lắp cho em cái cán vào đây này. Đấy, thế là các bác cho vào. Đấy, là mình cứ giật như này là sẽ cái quả nó sẽ rơi vào đây nhá. Sung khế rồi các cái dòng hoa quả là mình cho vào đây, mình chỉ cần là cho cái cán vào, bắt cái ốc vào đây cho em, bắt vít vào đây cho em là nó giữ này. Đấy, sau đó thì mình vật hoa quả các thứ rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là vật hoa quả, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, lên cho em là vật hoa quả này. Vật hoa quả nhá, vật hoa quả giá sẽ là 50k cho một chiếc như này nhá. 50.000 trong cái vật hoa quả như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Thì mọi người dùng rất dễ, cắm cái xào và là dùng được trực tiếp ạ. Đây có thể là đi hái xoài này, hái cam quýt các thứ. Đấy các bác này. Đấy. Thì nó được kính là 16 cm, phù hợp với rất nhiều loại hoa quả. Thì khi mọi người giật định nó có cái lạnh đó là sẽ cài vào và giật rơi vào cái giỏ của mọi người, không bị rơi ra ngoài, không bị dập hoa quả nhá. Đó, rất tiện luôn nhá. Lên cho em là vật hoa quả nhá, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món này. Đấy, bộ nạo 5 món thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm là 5 chiếc như này. Đấy, combo cho bác 5 chiếc luôn. Đây. Đấy. Bộ nạo 5 món nhá. Giá thì đợt này giá thanh lý cho bác giá chỉ còn 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 món như này. Đấy, 60.000 cho cái bộ nạo 5 món, tính ra vào chưa đến 20.000 nhá, nó vào khoảng 12.000 cho món này thôi. 1 2 3 4 5. 60.000 cho cái bộ nạo 5 món như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng để gắp nóng bát đĩa đây. Đấy, gắp nóng bát đĩa thì các bác đưa vào. Đấy, các cái bát cái đĩa các bác đưa vào, các bác kẹp ra cho em là xong. Đây. Đấy, cái này để gắp nóng bát đĩa này. Đấy, còn cái này thì để nạo vỏ, nạo sợi này, làm vẩy, làm gà, làm cá này. Đấy. Còn cái này cũng là nạo sợi, nạo vỏ này. Cái này cũng nạo sợi, nạo vỏ luôn. Còn cái này thì các bác làm lòng, làm biếc, nói chung là đa di năng nữa, rất là tiện luôn. Cái lên cho em là bộ nạo 5 món, giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, lên cho em là nạo 5 món, giá sẽ là 60.000. Đấy. Lên cho em là bộ nạo 5 món này, bộ nạo 5 món. Bộ nạo 5 món giá chỉ có 60k thôi nhá. 60k cho cái bộ nạo 5 món như này, rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nắp cống đồng ngăn mùi nhá. Đây nó sẽ là một cái nắp cống bằng đồng như này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dạng van ngăn mùi, thì các bác để vào trong cái
thoát sàn nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet giúp cho em. Đó, thì khi mà các bác để vào thì nước nó chảy thì nó mới mở nhá, còn là nó luôn luôn là tình trạng đóng, khi nước nó chảy nó sẽ mở ra, còn lại là nó sẽ luôn đóng như này và nắp bằng đồng nhá. Lên cho em là nắp cống đồng. Con này thì bên shop đang bán là 50.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 40k thôi. Lên cho em là nắp cống đồng này. Đó, nắp cống đồng, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một cái nắp cống đồng như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy. Đậy và phát hết luôn các bác nhá. Đó, các bác theo, rất kín luôn. Đó. Nước chảy thì là nó sẽ mở và đóng lại thì nó sẽ đóng nhá, rất tiện nhá. Đó. Rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho cái nắp cống đồng ngăn mùi như này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là nắp cống đồng ngăn mùi. Giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, đặt vào cho em là xong này. Sử dụng dễ dàng. Đấy. Giúp ngăn mùi rất là tốt luôn. Đó, các bác thấy chưa? Nước xả xong cái đóng ngay. Đấy, đậy và phát khít luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc, chuyên để các bác sử dụng mình làm thực phẩm, làm thức ăn. Đấy, đồ ăn sống, đồ ăn chín, bóp nem, bóp nộn, hoặc là các bác dùng để mình vệ sinh chứ cũng ok hết. Găng tay của nó thì là bằng ni lông lụa nhá. Ni lông lụa cực kỳ bền đẹp và an toàn với sức khỏe luôn. Các bác, nó bằng lụa này, có độ giãn rất là tốt này. Một hộp này sẽ là 25k, số lượng của nó thì từ 80 đến 100 cái. Đây, các bác chỉ cần là đeo vào cho em là xong rồi. Đấy, đây. Chỉ cần đeo vào cho em là xong. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đeo được hết nhá. Dòng này thì nó khá là ôm tay và dùng nó rất là thật luôn. Và nó sẽ là bằng dạng như là bằng thuộc cái dạng là túi bóng ni lông lụa. Thế nên là nó rất là dài thì các bác dùng rất là thích, không lo bị đứt nhá. Giá này sẽ là 25.000. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Đấy. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k nhá, 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu. Đấy, miếng dán ngải cứu. Đây, nó sẽ là một cái miếng hình tam giác như này. Các bác có thể dán vào cổ đây, nó dán vào cổ như này. Cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân nhá. Đấy. Các bác bị đau cổ, vai, gáy, bắp tay, bắp chân, dán hết được cho em, đốt sống lưng, đốt sống cổ nhá. Lên cho em là miếng dán ngải cứu nhá. Đấy. Miếng dán ngải cứu này. Dán ngải cứu, giá sẽ là 25k trên một hộp như này nhá. 25.000 hộp miếng dán ngải cứu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 đặt về cho bác cái mẫu vỏ hộp mới. Đấy, còn lại là đồng hồ thì vẫn như vậy thôi. Đấy, đồng hồ thân bằng nhôm này, thân bằng nhôm. Đấy, có 2 dây và 1 đốc sạc như này. Hàng cực kỳ xịn sò và cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá. Đấy. Dòng này thì khi các bác nhận được hàng thì đa số nó sẽ là hết pin. Thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Hàng vận chuyển từ nước ngoài về đa số nó hết pin nhá. Con này thì có chức năng cho các bác là đo huyết áp này, đo nhịp tim và rất là nhiều chức năng khác nữa nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ T8 này. Đấy, T8 Pro đây. Giá sẽ là 170k nhá. 170k cho con đồng hồ T8 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Bộ ví hồng này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50k thôi nhá. 50.000 cho bộ ví hồng như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 cái bấm móng này. Đấy, một cái cắt da này. Đấy, rồi là kéo tỉa lông mũi, rồi đầy đủ bộ sản phẩm như này. Lên mã giúp cho em là ví hồng nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho bộ ví hồng này thôi. Trước em đang bán là 60.000. Đặt này về cho các bác cái giá rất tốt luôn. 50.000 cho một cái bộ ví hồng như này. Các bác có thể mua để mình trải nghiệm, mình sử dụng thôi nhá. Lên mã giúp cho em là ví hồng, giá sẽ là 50k. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Ví hồng này. Đó. Ví hồng giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh nhá. Tẩy xanh. Con này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy son nồi. Đấy, tẩy son nồi, tẩy vành bánh ô tô. Dùng rất là ngon luôn, giá sẽ là 25k. Cái này nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Ui, cái kem rất ok các bác nhá. 25k lên em là tẩy xanh. Các bác lên cho em là tẩy xanh giá sẽ là 25.000 nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này, giá sẽ là 25k. Đó, 25k trong cái hộp tẩy xanh như này. 25k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu gội đầu hàng của Thái Lan nhá, thương hiệu Clear. Đấy, dầu gội đầu Clear. Đấy, và hàng của Thái Lan.
Con này thì bên shop bán rất là nhiều đây. Đấy, dung tích của nó thì vào khoảng là trên 400ml các em nhá, trên 400ml. Chai này là 450ml các em này. Đấy, 450ml trong một chai như này. Đấy, có màu xanh và màu trắng như này. Lên mã giúp cho em là dầu gội đầu clear nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một lọ dầu gội đầu clear như này. Con này dùng rất là thích luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ quần áo mưa nhá. Đấy, bộ quần áo mưa. Đây, hàng của thương hiệu Tú Phong, VIP luôn coi nhá. Đấy, VIP Pro luôn. Sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một quần và một áo này, hàng chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 195k nhá, 195.000 cho bộ quần áo mưa như này đây. Mặc vào nó sẽ đúng như trên hình như này các bạn. Đây, đúng như trên hình như này các bạn nhá. Đấy, rất đẹp, hai lớp dày dẫn cho bác luôn, 195.000. Cái này các bác ra cửa hàng mua nó sẽ bán cho bác khoảng là 250-300 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ này. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một máy, một cái bộ thẻ và một cái cáp sạc. Đấy, đây, cái máy của nó đây, về nhà các bác bật cái nguồn này lên cho em này. Đấy, bật cái nguồn lên các bạn. Đấy. Và các bác bắt đầu sử dụng thôi nhá. Ở đây thì nó sẽ có khá nhiều các cái chủ đề cho các bác lựa chọn này. Đây, đấy. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Đấy. Và ở đây thì nó sẽ có tới cho các bác là 220 chủ đề này các bác này. Đấy, rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn. Đấy, rất nhiều thẻ với nhiều chủ đề khác nhau nhá. Gia đình rồi cây cối rồi trường học rồi xe cộ. Đấy, song ngữ tiếng Anh tiếng Việt luôn cho các trẻ em nó chơi đây. Đấy, các chủ đề màu này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá sẽ là 90k nhá. 90k lên mã giúp cho em là máy đọc thẻ này. Đấy, máy đọc thẻ. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao sói này, bộ dao sói giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Bộ này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là đây. Đấy, sẽ có cho các bác như này. Đấy. Đây, đấy. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao. Đấy, có cho các bác là ba con dao, một cái nạo và một cái gắp như này. Đấy, ba con dao, một cái nạo, một cái gắp như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên mã giúp cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100k. Hàng siêu sắc bén cho các bác luôn. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các mã hàng bên em các bác có thể liên hệ tới các số hotline này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ví đựng giấy tờ này. Con này thì siêu đẹp luôn. Các bác có thể đựng giấy tờ để mình bỏ trong bao lô vali này, hoặc là các bác đựng để mình để trên ô tô này. Hàng này thì nó chất liệu của nó là da tự nhiên nhá. Đấy, da bò tự nhiên này. Và con này của nó thì hàng của thương hiệu Toyota đây, Toyota, tức là của hãng Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô nhá. Đấy. Của Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách mua xe ô tô, cho nên là con này thì bên em thanh lý được và cái giá nó rất là tốt cho các bác luôn. Hàng thì cực kỳ đẹp, chất lượng này. Đấy. Khóa kết nối rất là ngon luôn. Đấy, chất liệu của nó này các bác có thể dùng để mình đựng chiều dài khoảng 20cm, chiều rộng thì nó vào khoảng là 12cm nhá. Đấy, và rất là vừa xinh thì các bác đựng giấy tờ này, đựng tiền, đựng giấy tờ rồi nói chung là đăng kiểm rất là ok luôn nhá. Hoặc là các bác có thể mua để mình đựng giấy tờ bỏ vào xe máy hoặc là để nhà cũng ok. Đó, nói chung là lên mã giúp cho em là ví giấy tờ, giá thì chỉ có 50k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví giấy tờ này, ví giấy tờ nhá. Đó. Ví giấy tờ giá sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho một chiếc ví giấy tờ như này. Màu của nó thì màu da bò, màu nâu, màu da bò rất là đẹp luôn. Lên cho em là ví giấy tờ, giá của nó sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm nó là cái nước hoa. Nước hoa thì nó sẽ là có hai loại, nước hoa Chanel và nước hoa Coco Gucci nhá. Đấy. Chanel và Gucci đều là hàng của đây, cái nước hoa Chanel này thì hàng của Pháp này, Paris đây. Đấy, Paris. Hàng made in Fancy này, đó, made in Fancy nhá. Con này thì nó sẽ là hàng nước hoa Chanel này, là hàng của Pháp này. Còn nước hoa Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh này. Đấy, made in UK, hàng của Anh nhá. Thì giá đều là 120.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. Lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel hoặc là nước hoa Gucci, giá đều là 120k trên một lọ như này thôi. Hàng thanh lý, giá cực tốt cho các bác luôn. Con này nếu mà các bác mua là phải tiền triệu không đấy, nhưng mà bên em thanh lý thì cái giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, giá trải nghiệm, giá thanh lý 120.000 nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa này. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Sidra P7 nhá. Sidra P7. Chai này thì dòng chai to và được tặng thêm cho các bác là đi 50g nữa này. Đấy, tặng thêm 50g.
dung tích của nó sẽ là 350g. Và giá thì sẽ là đây, con này thì các bác xịt lên như này đó. Và ưu điểm của nó thì đây, hàng thì hàng của Australia nhé, Australia đây. Công thức cải tiến này giúp bôi trơn nới lỏng dễ dàng các bộ phận bị rỉ sét này. Đấy, giúp ngưng tạo ra tiếng kêu này, cải tiến này. Đấy, chống ăn mòn rỉ sét rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là xịt RP7 nhá. Các bác lên cho em xịt RP7 nhá. Hàng này hàng to, giá của nó sẽ là 50k cho một chai như này nhá. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái Sen Inox nhá. Sen Inox, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một sen. Đấy, một sen, một dây vòi và một giá đỡ nhá. Một sen, một dây vòi như này. Một sen, một dây vòi, một giá đỡ, về nhà các bác kết nối vào cho em. Đấy, combo cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá thì đặt này về thanh lý cho các bác giá cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ Sen Inox như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá của nó sẽ là 90k trong bộ như này, bao gồm là một đầu bát sen như này này, hàng nội địa của Nhật này, Inox 304 này, made in Japan này, đấy, một dây này và một giá đỡ nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là Sen Inox, giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, chỉ có 90k trong một cái bộ Sen Inox này thôi. Lên mã giúp cho em đó là Sen Inox này, Sen Inox giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy xay Osaka nhé, máy xay Osaka. Đó thì đây nó sẽ là một con máy xay rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, thân của nó thì nó sẽ là bằng hàng, thân của nó sẽ là bằng nhựa. Đấy, thân bằng nhựa nhưng mà nhựa ABS nguyên sinh. Đây, Osaka. Đấy, hàng Osaka của Nhật nhá. Dung tích của nó sẽ là 350W này, điện 220V. Đây. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay tôm, tép, rồi nói chung là xay cái gì cũng được, thực phẩm, thức ăn. Đây, Osaka, Japan này. Bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một thân máy này, một âu như này và bộ lưỡi bao gồm là 4 lưỡi kép nhé. 4 lưỡi kép. Đây, 4 lưỡi kép này các bác này. Đấy, 4 lưỡi kép này siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó, các bác đặt về đây cho em. Đấy, sử dụng điện 220V. Osaka của Nhật đây. Đấy, Osaka, Japan này. Lên cho em là cối xay Osaka. Giá sẽ là 145.000 nhá. Đấy, máy xay Osaka này, máy xay Osaka 145k một cái nhá, 145.000 giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái tăm nước các bác này. Đấy, tăm nước đây. Thì đây nó sẽ là một cái dòng tăm dùng một cái dòng máy sử dụng bằng máy bơm. Đấy, nó có sẵn pin như này và các bác chỉ cần bật này là xong. Đấy, máy nó sẽ chạy nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái chế độ khác nhau, và đây thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 4 cái đầu để các bác vệ sinh miệng này. Vệ sinh miệng, vệ sinh lưỡi này. Nói chung là đa di năng luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tăm nước. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 nhá. Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k. Đây. Thì khi các bác dùng thì cái tia nước nó sẽ xịt ra này. Đấy, vệ sinh răng, lợi, rồi chân răng, rồi niếu, rồi lưỡi đều ok hết nhá. Đó, 160.000 cho một cái bộ tăm nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay úp cốc nhá. Đấy, đây. Một cái bộ khay úp cốc như này. Hàng bằng inox 304 và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Có kèm cho các bác một cái đĩa. Đấy, có kèm một cái đĩa như này các bác này. Đấy, kèm thêm cho các bác một cái đĩa như này thì khi các bác sử dụng thì mình úp thì nó sẽ chảy nước vào đây. Đấy, và các bác thay đi 1 2 3 4 5 6 6 cái cốc, các bác úp 6 cái cốc nhá. Lên cho em là khay úp cốc nhá. Khay úp cốc giá sẽ là bao nhiêu? 70.000 nhá. Đấy, giá hợp lý cho bác luôn. Giá thanh lý chỉ có 70.000 cho một con khay úp cốc này thôi. 70k cho con khay úp cốc như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Khay úp cốc 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá. Bảng tô hay còn gọi là bảng tự xóa. Đấy, thì bảng tô cũng được, bảng tự xóa cũng được. Giá thì đợt này về cho bác giá chỉ còn 40 cành thôi. 40 cành cho một cái bảng tự xóa như này. Về nhà thì các bác mở cái nút khóa này ra cho em này. Đấy, sau đó các bác sử dụng này. Lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô này. Giá sẽ là 40k cho một cái bảng tô này. Xóa đi các bác này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể dùng để mình tô vẽ thoải mái này, xóa nhá, rất tiện luôn. Cho các em nó học bài này. Đấy, học bài này, rất tiện nhá. Rồi học là vẽ sáng tạo này. Đấy, hoặc là bác làm kiến trúc sư, làm nghệ thuật này cần tô vẽ này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bảng tô, và các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Shop Phạm Huấn. Đấy. Shop Phạm Huấn nhá. Rất tiện dụng luôn, xóa đi này. Đấy, lên cho em là bảng tô nhá, bảng tô. Giá thanh lý 40k. Đó, 40.000.
Đấy, lên theo là bảng tô các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái keo keo vàng nhá, keo vàng, keo dán vàng đa năng. Con này thì các bác dùng dán đa năng luôn này, dùng để dán đồ trang sức này, đồ gỗ này, đồ da này, đồ sành sứ này, điện thoại điện thiếc đều ok hết nhá. Hàng thì sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, made in Thái Lan các bác này, made in Thái Lan đây. Đó, made in Thái Lan. Và giá thì sẽ là 20k nhá. Lên mã giúp cho em. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng. Đấy, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là keo vàng nhá. Keo vàng, giá của nó sẽ là 20k. Đấy, 20.000 trên 3 típ nhá. Đấy, trên 3 típ luôn. Đấy, combo lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 cho 3 típ như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là keo vàng 20.000 3 típ như này. Thì con này dùng nó rất là sướng luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình 20. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2 lít. Đấy, inox 304. Dày dẫn chắc chắn. Con này chỉ dùng để đựng nước thôi chứ con này không giữ nhiệt được đâu nhá. Inox 304 hai mặt luôn. Đấy, trong ngoài đều inox 304 hết. Đấy, và dung tích của nó là 2 lít cả vỏ inox 304. Đấy, các bác dùng để mình đựng nước lọc, đựng nước uống rất là ok luôn, sạch sẽ, không lo bị rơi vỡ và an toàn với sức khỏe quá nhá. Đó. Bình 20 dung tích là 2 lít, giá sẽ là 80 cành. 80 cành thôi. Đấy. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá chả có đâu mà mua một cái bình inox đẹp như này mà giá 80.000 dùng từ năm nọ sang năm kia được luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bình 20 này. Đấy, bình 20. Bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k các bạn. 80k cho một con bình 20 dung tích là 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đây. Đấy, sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là bỏ cho anh cái đấy anh quay luôn. Đấy. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 đôi nhá, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, 3 đôi to nhỏ như này. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi. Cái to nhất này thì giá kích thước của nó sẽ là 35cm và nhỏ nhất thì nó vào là 24cm, 23-24cm. Đấy, và nó sẽ combo cho các bác là một rổ và một chậu như này. Cứ một rổ một chậu như này. Hàng nhựa Việt Nhật các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Như này nó mới gọi là chất lượng. Bỏ lên một cái. Ừ, bỏ lên một cái. Ừ, không cần đâu. Chỉ cần một cái được rồi, đưa đi thôi. Đấy. Đây các bác này, nhựa của nó phải là chất lượng như này thì các bác mới sử dụng nhá. Đó. Không hề có dấu hiệu gì luôn. Giá thì sẽ thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá sẽ là 80k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông này. Đấy. Rổ vuông. Rổ vuông nhá. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác này là sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Túi đựng đệm nhá. Đấy, thì lên cho em là túi đệm này. Nhà các bác mà có những cái đệm mà sông Hồng này hoặc các cái loại đệm mút để mình nằm mùa đông, bây giờ sang mùa hè rồi thì những cái đệm cũ nhà mình nó bị hỏng, bị rách thì các bác mua cái này về mình lại sử dụng cho em. Hàng thì hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc đây. Chất giấy bóng của nó cực kỳ dai luôn các bạn này, chất rất là dai luôn nhá. Thì các bác bỏ vào cực kỳ yên tâm luôn. Giá thì sẽ là bao nhiêu? Hả? 60.000 cho một cái túi đệm như này. Đấy. Thì các bác cứ đọc cho em kích thước đệm thì em sẽ gửi cho các bác, giá thì đồng giá như nhau. Đó, đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng giấy bóng lụa rất là mềm và dai thì mình đựng rất là thích, sử dụng 5-10 năm ok. Đấy, nó không như cái túi bóng của cái đội nó bán nó túi nó giòn, nó nhanh hỏng và nhanh rách. Đấy. Lên cho em là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm này. Nó sẽ có cho các bác là 60k một túi thôi và có dòng là 1,6m và 1,8m nhá. Đấy, 1,8m. Thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy, 1m6, 1m8, giá đều là bằng như nhau. 60k nhá, 60.000. Đấy, có dòng 1m6, dòng 1m8, các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm. Đấy, thì dùng nó rất là tiện ích. Nhà các bác nào mà bị rách bị hỏng thì nên mua. Tại vì là các bác để qua mùa đông thì mùa hè thì màng nhện rồi các loại nó bị bám vào thì nó rất là bẩn. Đây, khóa khiếc đàng hoàng nhá, có khóa đàng hoàng. Đấy, có khóa đàng hoàng. Đệm to, đệm nhỏ bỏ vừa hết. Chào các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái lô Automat hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng hai cầu chuẩn điện một pha 40A, hàng của nội địa của Nhật, made in Japan đây. Made in Japan. Hàng này thì hàng đa di năng nhá, chống chập, chống giật, chống quá tải, chống cháy nổ ok hết các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật đa di năng cho các bác luôn. Độ mới của nó thì vào khoảng là 90%. Độ mới khoảng 90%. Đấy. Con này thì chức năng của nó là chống chập, chống giật, chống quá tải đều ok hết nhá. 40A
điện 220V này. Đấy, dòng dò của nó là 30mA, chống chập giật quá tải rồi cháy nổ, ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, giá sẽ là 180.000. Lên cho em đó là AD40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là AD40A này, AD đại này, AD đại 40A, giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con AD đại 40A như này. Tiếp theo thì bên shop về cho có con AD cóc 30A. Con này thì nó nhỏ bằng tầm khoảng 3 ngón tay. Đây, nó tầm này các bác này. Đấy, tầm này, 2 ngón tay như này. Đó, con này thì các bác chuyên dùng cho nóng lạnh, điều hòa, thông phòng các thứ. Cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Đấy. Đây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật 30A. Dòng dò của nó là 15mA. Con này thì các bác dùng cho nóng lạnh, điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ này. Đấy, hoặc quạt nóng ngắt, đặc biệt là bình nóng lạnh cực kỳ an toàn luôn. Chống giật, chống chập, chống quá tải. Lên cho em là AD30A nhá. AD cóc 30A. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110k. Đấy, 110.000 cho con AD cóc 30A như này. Đấy. Hàng độ mới của nó lên tới 95%. AD cóc 30A 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con AD chống AD đảo chiều này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng đảo chiều và công suất của nó sẽ là 63A. Hàng nội địa của Nhật nó sẽ có cho các bác là đảo chiều như này. Thì các bác có thể sử dụng hai công tơ này hoặc là sử dụng cho máy phát cũng rất là ok luôn. Nhà các bác có máy phát này mà các bác cần thì các bác chỉ cần đóng ngược lên ngược xuống này cho em. Hoặc là nhà các bác sử dụng hai công tơ. Đấy, thì mình tiết kiệm điện thì nửa tháng mình dùng công tơ này, nửa tháng mình dùng công tơ kia là ok. Đó. Các bác lên trên là AD đảo chiều 63A nhá. AD 63, AD đảo chiều này, AD đảo chiều. Đó, lên cho em là AD đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 110k nhá. 100. Lên cho em AD đảo chiều 63A, giá cũng 110.000 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một lọ như này. Hàng này thì siêu nhạy cho các bác luôn. Đấy, hàng này siêu nhạy luôn. Chuyên trị chuột nhà, chuột đồng, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột đàn, chuột nhắt đều ok hết. Và dòng này của nó thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đây các bạn này, đấy, Bangkok Thái Lan này các bạn này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bạn này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Các bác chỉ cần là rác ra các cái khu vực nào mà chuột nó hay qua lại hoặc là nó trú ẩn là nó sẽ ăn luôn nhá. Cái dòng này của nó thì một con đến ăn là nó sẽ kéo cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn. Đấy, và nó sẽ là cái viên kẹo màu hồng như này thì nó sẽ rất là thu hút cái con chuột nhá. Đấy, lên mã giúp em là kẹo chuột, giá sẽ là 30k cho một lọ kẹo chuột như này, một hộp như này. Lên nha mà kẹo chuột này, kẹo chuột giá sẽ là 30k. Các bác để cất đi tránh xa tầm tay trẻ em nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn một dây sạc này và nó sẽ có sẵn pin rồi. Đây. Đấy, của nó là 1A này, 2W đến 10W này, công suất của nó là 2W đến 10W, 3.7V. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cảm biến này. Đây các bác nhá. Rất tiện ích luôn. Có 3 chế độ. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, đồng nghĩa với việc là ánh sáng trắng, ánh sáng vàng và ánh sáng trung tính nhá. Rất là tiện luôn. Đấy các bác theo, rất là sáng này. Đấy. Thì các bác có thể gấp qua nó lại như này để cho các em nó học bài này, đọc sách này, vừa là chống cận này, vừa là rất là tiện ích luôn, mà có cả cái giá đỡ để các bác dùng thì mình sử dụng thì mình đựng hộp bút luôn, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận, giá sẽ là 100k nhá. Đèn học chống cận 100k. Đấy, 100k cho con đèn học chống cận như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái lô đó là cái máy mài dao các bác này. Cái mài dao ba khe, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì chuyên dùng để mài dao, rất là ok. Đây, hàng của thương hiệu Katashiwa. Katashiwa made in Japan nhá. Đó, Katashiwa made in Japan. Lên cho em là mài dao ba khe đỏ nhá. Mài dao này. Mài dao ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Cho con mài dao ba khe đỏ như này, 130k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cặp lồng 5 tầng nhá. Đấy, đây, đây sẽ là một con cặp lồng 5 4 tầng luôn, bao nhiêu đấy? Cặp lồng 4 tầng 80.000. Đấy, tính ra là nó sẽ có 4 cái ô như này. Đấy, các bác có thể sử dụng dài hoặc là sử dụng theo kiểu là theo kiểu cặp lồng như này cũng được. Đấy, có 4 cái ô như này rất là tiện này. Thứ nhất là dùng làm bát ăn cơm này, thứ hai là dùng để mình đi du lịch này hoặc đi học, đi làm, đi công tác thì các bác đựng thực phẩm ở đây. Inox 304 nhá. Mỗi cái này thì dung tích của nó vào khoảng là 200ml các bác nhá, 200ml. Đây. Con này dung tích của nó tổng thể sẽ là 2.8L này, 2.8L. Đấy. 2.8L tức là
Mỗi cái là tính cả vỏ là đi 47 là 28, còn là cái phần đựng của nó thì chắc là vào khoảng là 200 đến 250 ml, rất là tiện luôn. Từng ăn một thế này, các bác cứ sập xuống là xong. Đấy, mình có thể dùng để mang đồ ăn đi làm, đi học, đi công tác này. Đấy, có quai sách này rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, các bác cứ sập cái quai này vào cho em. Cái này rất là chắc luôn. Đó, và rất chắc nhá, giữ nhiệt tốt luôn cho các bác nhá. Đó. Đây, các bác sập cái lẫy này vào này. Đây nó có cái lẫy này, các bác đặt sập kỹ vào cho em. Đó, đây. Đây cái này em sập nó chưa vào lẫy cho nên là nó bật ra. Đấy các bác theo, cực kỳ chắc chắn luôn. Quai sách như này, 4 tầng luôn. Đấy, ở đây có cả van xả hơi này, rất là tiện nhá. Giá thì sẽ là 80k nhá. Dung tích của nó là 2 lít 8 cả vỏ này. Đấy, lên cho em là cặp lồng 4 tầng nhá. Cặp lồng 4 tầng này. 4 tầng, giá sẽ là 80k cho một cái cặp lồng 4 tầng như này. 80.000 cho một chiếc thôi. Giá cực kỳ là ưu đãi và tốt cho bác luôn. 80k cho một cặp lồng 4 tầng như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái đũa. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đấy, một là đũa của Nhật hay là đũa của Hàn Quốc này. Đũa của Nhật này thì giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Đấy, 40k cho một vỉ đũa 10 đôi như này. Hả? Các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Một vỉ là 10 đôi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đũa thì được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc các bác nhá. Đấy. 40.000 vỉ 10 đôi, lên cho em là đũa Nhật này. Đấy, đũa Nhật. Giá sẽ là 40k trên một vỉ bao gồm 10 đôi như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái đũa Hàn Quốc mạ vàng này. Đây. Rất là đẹp luôn. Con này thì giá sẽ mềm hơn một chút, giá của nó sẽ là 30.000. 30.000 trên một vỉ cũng bao gồm 10 đôi luôn. Đây. Đấy, đầu của nó mạ vàng rất là đẹp này, chất liệu cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc cho các bác này. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Con này thì các bác dùng rất là ok luôn, sang xịn mịn cho các bác luôn. Một vỉ này của nó sẽ bao gồm cũng là 10 đôi luôn và cái giá thì chỉ có 35.000 thôi. 35.000 cho một vỉ như này, hàng của Hàn Quốc này. 35.000 cho một vỉ đũa Hàn Quốc rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đũa Hàn nhá. Đấy. Đũa Hàn giá của nó sẽ là đũa Hàn mạ vàng, giá sẽ là 35k nhá. 35k trên một vỉ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì em đang bán là 110.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 100k trong con ấm pha trà như này thôi. Lên mã cho em là ấm pha trà giá sẽ là 100 cành. Ở đây thì nó sẽ có cái phần lưới lọc như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Đây, các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại hạt hoặc các cái loại lá vào đây mình pha này. Hoặc các bác có thể cho trực tiếp vào bình như này cũng được. Đấy, thì cái lưới này nó sẽ giữ lại ở trong rồi. Các bác yên tâm sử dụng. Đấy, xoáy vào cho em này. Đấy, và khi các bác bấm này là rót nước ra. Đấy, hàng bằng inox 316 bên ngoài sơn tĩnh điện sáng bóng này. Đấy, có lót đế chống cao su, chống trơn trượt này. Giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là ấm pha trà 1 lít. Đấy, ấm pha trà dung tích là 1 lít nhá. Đây, đấy, dung tích là 1 lít các bác này. Đây. 1 lít các bác này. Đấy, 65ml, 1.000 lít này. Đấy, 1.000ml. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà. Con này thì đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn 100k trong con ấm pha trà này thôi. Độc có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đấy, con ép tỏi này thì giá sẽ là 110.000, hàng thương hiệu Winling của Đức, inox 304 sáng bóng đẹp. Đây, cái phần lỗ này của nó rất là dày và nó đẩy lồi ra này thì khi các bác ép là nó sẽ nhân, nó sẽ lồi hết ra khỏi cái lỗ này. Thì nó sẽ rất là tiện khi mà các bác sử dụng nhá. Con này thì các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá sẽ là 100k trong con ép tỏi như này, 100.000 trong con ép tỏi như này. Giá rất là tốt và vừa vặn tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi, giá của nó sẽ là 100k. Rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy đuổi chuột nhá. Đây, máy đuổi chuột này. Con này thì đuổi chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián đều được hết nhưng nó sẽ thiên về đuổi chuột nhiều hơn. Đây. Đấy, chuột, ruồi, muỗi, kiến, gián đều ok hết nhá. Đó. Giá sẽ là 35k cho một chiếc như này. 35k một chiếc như này. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện cho em là ok thôi. Cắm vào điện cho em là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột này. Máy đuổi chuột giá sẽ là 35k một chiếc thôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Và côn trùng thông minh, tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m², là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, gián, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Lycomas xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ.
Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến dán muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Cái giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cam mô hình nhá. Ở đây nó sẽ là một con cam mô hình như này. Có cả điều khiển, cả ốc vít đai chứ các bác, đầy đủ luôn. Con này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 100.000 cho con cam mô hình như này thôi. Đấy, nó sẽ là camera nhưng mà nó sẽ là giả cam thôi, và nó sẽ là đèn nhá. Đèn năng lượng mặt trời như này rất sáng luôn. Ở đây thì nó sẽ là dòng cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, ban đêm thì nó sáng. Có 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, và ban đêm thì nó sẽ sáng nha, ban ngày nó tự tắt này. Đây. Đấy, em che đi thì nó sẽ sáng các bác này. Đấy, rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Liên mã giúp cho em đó là đèn cam mô hình nhá. Cam mô hình thì con này rất tiện, các bác vừa dùng để làm cam để dọa trộm này. Đấy, vừa các bác dùng để lấy ánh sáng luôn mà không mất một đồng tiền điện nào. Giá thì chỉ có 100k thôi, có cả điều khiển như hẳn hoi luôn. Cam mô hình. Cam mô hình nhá. Đấy, cam mô hình. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con bàn làm rất là tiện. Các bác có thể mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi phượt, đi công tác đều ok hết nhá. Về nhà thì các bác cho nước vào cái quai này cho em này. Đấy, đây là cái quai này. Các bác cho nước vào đây cho em để mình dùng này. Đấy. Và các bác có thể mang đi học, đi làm, đi du lịch nhá. Đấy, và đây là cái công tắc của nó này để điều khiển độ nóng này, mâm cực dày luôn và có cả hơi nước, bóp vào đây là sẽ ra hơi này. Bàn là hơi nước mini nhá, 135.000 một chiếc. Giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn, giá chỉ có 135k thôi. Các bác dùng để mang đi học, đi làm, đi du lịch hoặc là dùng ở nhà cũng ok. Bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k bàn là hơi nước mini. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu đèn, đó là đèn 20 nhá, giá sẽ là 110.000. Đây. Đấy, sẽ kèm cho các bác một cục pin hãng như này. Đấy, thân của nó bằng nhôm và có zoom này các bác này. Đèn 20, con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là trên 20cm một chút thì em gọi là đèn 20. Có cả cái phần này để các bác lắp pin tiểu cũng được. Đấy, hoặc các bác dùng trực tiếp như này nhá. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là lắp pin vào cho em, lắp đúng chiều nhá. Nếu các bác lắp sai chiều thì đảo chiều đi cho em. Và xoáy thật chặt vào thì nó mới kết nối nguồn các nhá. Đấy, xoáy thật chặt vào thì nó mới ăn chân pin. Đó. Thì khi các bác lắp như này thì em lắp này là sai chiều pin này thì các bác lại xoáy ngược lại cho em. Đảo chiều pin này cho em. Thân của nó thì bằng nhôm nhá, thân bằng nhôm hết. Chiều dài là 20cm, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác và ngon lành, rất dễ sử dụng luôn. Chỉ cần lắp vào là xong. Đó, rất tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Chỉ có là 110.000 thôi. Đây. Đấy, đèn rất sáng các bác này. Đấy, và có thể điều chỉnh pha như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn, các bác thấy không? Đó. Đây. Pha của nó có thể điều chỉnh như này và pha rất là rọi luôn các bác này. Đây. Ban ngày mà pha còn như này thì các bác biết rồi này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, và có thể zoom điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, có thể phóng to thu nhỏ đây. Rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện nhá. Đấy, cái đầu này rút vào phát phóng to thu nhỏ luôn. Chiều dài của nó là 20cm. Đấy, tầm 20 hơn 20cm một chút. Đây. Có 3 chế độ: sáng, mạnh, sáng, vừa và nhấp nháy. Có báo pin luôn các bác này. Rất tiện luôn. Đây, và có kèm thêm một cáp sạc nữa. Giá thì chỉ có cho bác là 110.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 nhá. Giá sẽ là 110k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn 20 này. Đèn 20, giá sẽ là 110k. 110.000 cho con đèn 20 này. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về một số cái đồ lính Mỹ này. Đấy. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mũ lưới nhá. Đây là con mũ rất là đẹp luôn, hàng USA của Mỹ này. Đấy, USA American các bác nhá. Đây, đấy. Đập cho bác xem này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đập thoải mái luôn nhá. Đập thẳng tay luôn này các bác đây. Đấy. Thẳng cánh và phang các bác. Đấy, thấy chưa? Đó, đập như này mà không hề ấn gì các bác yên tâm sử dụng rồi nhá. Chống va đập cực kỳ là tốt luôn. Bên trong này thì nó sẽ có đai như này các bác này. Đây, thắt vào này, rất là ngon luôn. Đó, rất ngon nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái phần lưới dù như này thì khi bác đội nó sẽ không chạm đầu, rất là ngon luôn. Chất liệu thì có về bàn các bác này. Có về bàn luôn, các bác thấy không? Đập không hề có một vết xước luôn nhá. Và các bác về các bác đan cái lưới này vào cho em này. Đấy. Có cái lẻ không? Về nhà các bác đan cái lưới này vào cho em. Đấy, nếu mình thích cần dùng lưới thì mình đan lưới vào, không có thì mình không dùng lưới thì thôi. Đấy, còn các bác dùng lưới thì mình chụp cái lưới này vào cho em, rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150.000. Đây. Đấy, các bác có thể chụp cái phần lưới này vào này. Đấy. Con này thì các bác đội đi xe máy chứ cũng rất là an toàn luôn. Đấy, đội xe máy rất an toàn luôn nhá. Đấy. Thì mình đội thì đây, lưới này nó sẽ là cái dòng lưới ngụy trang như này, rất là tiện ích này.
Đây nha, các bác dàn đều đó cho em. Đấy, sau đó thì mình đội vào này, rất là đẹp luôn. Vừa chống xước vừa là cái lưới ngụy trang như này. Các bác muốn dùng lưới thì dùng mà không dùng thì thôi. Lên mã giúp cho em là mũ lưới nhá. Giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đó, giá rất hợp lý luôn. Cảm ơn cái kéo cu bia ra đây. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu kéo này. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là một cái dòng kéo bếp vàng như này. Con này thì hôm nay sẽ là về cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn. Đó. 30k cho một chiếc này thôi nhá. Giá thanh lý cho bác chỉ có 30.000 trong chiếc này thôi. Và sẽ là thanh lý giá tốt là 100.000 bốn cái luôn. Đấy, mua lẻ sẽ là 30.000 một chiếc, còn bác nào mua từ 4 cái trở lên giá chỉ có 100.000 cho bốn cái thôi. Các bác có thể mua cho gia đình và mua cho đại gia đình nhà mình nhá. Mua rồi tặng người nọ người kia rồi mua về để dùng dần. 100.000 cho bốn chiếc kéo bếp vàng như này, hàng nội địa của Nhật này, thép SK50 gì này. Đấy, cắt gà, cắt cá rất là ngon luôn, cắt nem rồi, nói chung là dùng đa chức năng được luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Con này thì các bác lên xem là kéo bếp vàng này. Đấy. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng này, cái giá thì cực kỳ là ưu đãi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Kéo bếp vàng nhá. Đấy, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc và mua lẻ. Còn mua combo thì sẽ là 100k nhá. 100k là bằng 4 cái luôn, 100.000 4 cái nhá. Giá giảm sốc thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo khui bia nhá. Con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng, dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Các bác dùng để mình khui bia này, mở nắp chai này rồi kẹp cua ghẹ đa chức năng luôn. Hàng rất bén quá nhá, rất bén luôn này, thấy không? Đó, rất bén luôn. Cũng hàng của Nhật, Japan đây. Con này thì nó sẽ dày dẫn hơn, chắc chắn hơn. Có khui bia, có mở nắp chai, có đánh vảy cá, có kẹp cua ghẹ, có phần khuyết để cắt gà. Đây là một con kéo khui bia đa chức năng luôn. Đấy. Các bác lên cho em là kéo khui bia nhá, kéo khui bia. Đấy, chuyên dùng để khui bia này, mở nắp chai này, cắt gà, cắt cá, kẹp cua ghẹ đều ok hết nhá. Kéo khui bia, giá sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Lên cho em là kéo khui bia, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Kéo khui bia, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ổ điện trắng này, ổ điện trắng. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt này, có đèn báo và có hai chân USB như này, dây dài khoảng 2 mét nhá. Lên mã giúp cho em nó là ổ điện trắng, giá sẽ là 60k nhá, 60k. Lên cho em là ổ trắng này, ổ trắng. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một con ổ trắng như này. 60k thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. Giá thanh lý rất tốt cho các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm, hai chân USB, có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Giá chỉ có 60.000 thôi, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái một cái mẫu chổi để các bác chuyên để rửa ô tô. Đấy. Lau rửa ô tô thì con này rất là tiện. Thường thì nhà bác nào cũng có xe ô tô, xe con. Đấy, thì dùng rất là tiện nhé, các bác chỉ cần là đút vào đây cho em này. Đấy, rất tiện luôn này. Thì mình ô tô thì mình xịt nước vào, sau đó thì mình đưa xà bông vào là mình lau này. Đấy, lau chùi như này thì nó rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là chổi rửa ô tô nhá. Chổi rửa ô tô, giá thì sẽ là, lên mã giúp cho em là chổi rửa ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho bọn em chổi rửa ô tô như này. Đấy, con này thì chuyên để các bác rửa ô tô này. Đấy, các bác thì mình chỉ cần là xịt nước lên, cho xà bông vào đây này. Đấy, ở đây của nó là nó bằng da và nó máy hết nhé, thì các bác rửa không sợ bị xước xe nhé. Và cái phần này các bác chỉ cần gạt như này thôi, nó rất là nhanh, vừa rửa vừa lau khô được luôn, nó rất là nhanh nhé. À, cái này nó còn rút dài được thêm được khoảng 20 phân nữa các bác này. Đấy, đây các bác có thể rút vào xoáy ra như này. Đấy, rất là tiện này. Tiện chưa các bác ơi? Tổng chiều dài của nó thì sẽ là 1 gang này, 2 gang này, 3 gang, 4 gang, nó vào khoảng là đi 8-90 cm nhé, 8-90 cm. Thì rất tiện luôn để chuyên cho các bác kỳ cọ rửa ô tô này. Các bác có thể rút ra như này, cho dài ra hoặc là mình xoáy vào. Đó thì rất là tiện. Lên cho em là chổi rửa ô tô, giá sẽ là 90k cho mấy em chổi rửa ô tô như này nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em cập nhật rất nhiều mã hàng mới luôn. Thì em lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Đầu tiên thì bên shop về cho các bác một cái mẫu đồng hồ Nhật này. Đấy, đồng hồ Nhật thì nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, hai màu, màu vàng và màu trắng như này. Đấy, cái này thì các bác lên cho em là đồng hồ con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP nhá, đồng hồ VIP này. Đấy, đây lên mã giúp cho em là đồng hồ VIP nhá, thì nó sẽ có là VIP vàng và VIP bạc. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào, mẫu nào thì lấy, hai màu như này, giá thì đều bằng nhau, chỉ có cho các bác là 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này thôi. Hàng này thì sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Hàng của Nhật đây các bác. Đấy. Tem mác chữ Nhật hết các bác này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và đây thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai màu. Mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn nhá. Đấy, mặt sapphire cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đây.
Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP nhá, VIP vàng và VIP bạc. Đấy thì có hai màu như vậy, rất đẹp cho các bác luôn. Đồng hồ chạy bằng pin nhá, VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150.000 một chiếc. Đấy 150.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ VIP này. Đấy. Đồng hồ VIP nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, đó là VIP vàng và VIP bạc. Giá sẽ là 150.000 nhá, 150.000 một chiếc. Đấy. Giá chỉ có 150.000 thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn, 150.000 cho một con đồng hồ như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng hồ điện tử này. Đây, con này thì đấy, nó sẽ là một cái dòng đồng hồ điện tử nhỏ gọn như này. Đấy, và con này thì nó sẽ có sẵn pin cho các bác rồi, có sẵn pin bên trong rồi, về nhà hết pin thì các bác lại thay pin cho em thôi. Nó rất là đơn giản thôi nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 50.000 cho một con đồng hồ điện tử như này, 50.000 cho một con đồng hồ điện tử như này. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó, rất đẹp luôn. Đó, con này thì giá chỉ có 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử. Giá sẽ là 50.000 các bác nhá. Đấy 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm khác, đó là một con đồng hồ T8 nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết này. Bỏ anh con ra này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo nhịp tim, đo huyết áp các thứ đều ok hết. Con này thì giá nó sẽ là 170.000, 170.000 trong con đồng hồ như này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng đa chức năng. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đấy, còn con này thì con này của nó thì nó bằng nhựa thôi. Con này thì bằng nhựa thôi nhá. Giá chỉ có 50.000 thôi. Đó 50.000. Còn con này thì nó sẽ là khung xương của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Quai của nó đây, quai đeo đây và có đốc sạc nhá. Con này thì nó sẽ là dòng sạc pin. Đấy, có đốc sạc như này. Và con này thì giá sẽ là 170.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8 nhá. Đồng hồ T8. Giá sẽ là 170.000 cho em đồng hồ T8 như này. Rất ngon luôn các bác này. Đấy. Dòng này thì về nhà các bác sạc pin nhá. Đấy, ví dụ như là nó hết pin thì về nhà các bác nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, hết pin về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ T8. Giá của nó sẽ là 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Đấy. Thì bên shop tiếp tục về cập nhật một số các cái mẫu đồng hồ mới để gửi tới các bác nhá. Con này thì đồng hồ T8 này. Đấy. Đồng hồ T8 giá sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về một cái lô kính mắt của Nhật này. Đấy. Các bác lên cho em là kính mắt của Nhật nhá. Đấy, bao gồm là một kính này, một khăn lau và một hộp đựng như này. Đấy. Giá thì sẽ là 100.000 nhá. 100.000 một chiếc thôi. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, hàng của hãng cực kỳ là ngon cho các bác luôn này. Đấy, lên cho em là kính mắt nhá. Đấy. Con này thì có cả chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đổi màu luôn các bác thấy không? Đó. Kính mắt khung gọng cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. Khung thép rất chắc chắn nhá. Có chức năng đổi màu cho các bác này. Đeo vào thì cực kỳ chất và xịn sò luôn. Đây em sẽ đeo vào cho các bác xem nhá. Cực kỳ là chất luôn. Đây các bác này. Đó. Đây. Rất chất lượng các bác nhá. Đấy, đeo vào có chức năng đổi màu luôn các bác nhá. Đấy, đổi màu luôn. Phù hợp với ví dụ như các bác đi trời nắng thì nó sẽ phủ màu cho các bác, còn là trời bình thường thì nó sẽ lại về màu bình thường. Cho nên là các bác nhìn không bao giờ lo sợ bị tối nhá. Đấy, có chức năng đổi màu luôn, rất tiện ích. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 100. Lên mã giúp cho em đó là kính mắt nhá. Kính mắt giá sẽ là 100.000 cho một chiếc như này. Đấy, 100.000 cho một chiếc như này. Có hộp hiếc đàng hoàng, có chức năng đổi màu cho các bác luôn, hàng xịn sò nhá. Bao chất lượng cho các bác luôn. Hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, đây. Có hộp bao đựng như này, rất xịn sò cho các bác luôn. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy. Lên cho em là kính mắt nhá. Đấy, kính mắt giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sáp ô tô nhá. Sáp ô tô thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về. Giá thì sẽ là 40.000 cho một hộp như này. 40.000 cho một hộp như này, về nhà các bác xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra sau đó thì đây. Các bác xoáy cho em cái nắp này ra sau đó thì bóc cái niêm phong này ra cho em là xong. Đây, cái nắp này nó sẽ hơi khó xoáy một chút đây. Các bác giật cái nắp này ra cho em. Đấy, đây nó sẽ có cái nắp, các bác giật ra xong bóc cái niêm phong này ra. Sau đó thì mình để trên ô tô, rất là thơm luôn. Ngoài để ô tô thì các bác có để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách cái thứ đều rất là thơm. Đấy, sáp ô tô của Nhật hương hoa tự nhiên rất là thơm nhá. Lên cho em là sáp ô tô. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này nhá. 40.000 cho một lọ sáp ô tô như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái móc khóa các bác nhá. Đây. Đây nó sẽ là một cái móc khóa như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em là móc khóa này. Đấy, con này thì các bác dùng để mình đeo chìa khóa này. Đấy, dây của nó thì bằng da như này nhá. Dây bằng da này. Móc rất là ngon luôn. Giá sẽ là 20.000 nhá. 20.000. Đấy, lên cho em là móc khóa nhá. Giá sẽ là 20.000 một chiếc. Đó. Lên cho em là móc khóa này. Đó.
móc khóa, giá của nó sẽ là 20k cho một chiếc móc khóa như này nhá. 20.000 cho một chiếc móc khóa như này. Con này thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. 20.000 lên cho là móc khóa. Giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. 20k cho một em móc khóa như này. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn nhá. Lên cho là móc khóa, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mẫu đèn vàng nhá. Các bác lên cho em là đèn vàng. Giá sẽ là 175.000 cho một con đèn vàng như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, công tắc của nó đây. Đèn siêu sáng luôn. Phương ơi. Tắt điện cho anh tí. Đây, em test trực tiếp cho bác xem luôn. Dập cầu dao đi. Đấy, dập cầu dao. Đấy, đây các bác này. Đấy, đây em test cho bác xem. Đấy, các bác thấy không? Chế độ sáng mạnh sáng vừa này, đèn vàng nhấp nháy này, đây. Đấy, đây. Cả một không gian như này các bác này. Đấy các bác thấy chưa? Đó, đây nhá. Đây em bỏ ra rất tối luôn nhá. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Cả không gian như này đi đâu sáng ở đấy nhá. Đấy, thấy chưa? Rất ok luôn. Rồi. Đấy thì bật lên. Con này sẽ là 175.000 nhá, 175.000. Lên mã giúp cho em là đèn vàng này, có nam châm hít này, cái này hình như nam châm hít thì phải này. Đấy. Có cổng sạc ra cho điện thoại này, có cổng sạc ra cho điện thoại này. Đấy. Nút nguồn này, có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, và có hệ thống 4 đèn LED như này. Tiêu chuẩn kháng nước IP66 luôn. Đấy, IP66 nhá. Con này thì giá cực kỳ tốt cho bác luôn. Đây. Đấy, rất sáng quá. Sáng chói chang luôn. Công suất mặc định của nhà sản xuất thì nó sẽ vào khoảng là đi 300W nhá, 300W. Đấy, có kèm cho các bác một cái chân cáp sạc như này thì các bác có thể dùng để sạc trực tiếp này hoặc dùng qua cái tấm pin năng lượng mặt trời cũng đều ok. Và có cả quai đeo như này, các bác có thể dùng mình đeo lên nhá, rất là tiện luôn. Đó. Con này thì mình đề phòng mất điện này hoặc là ăn cơm ăn nước này hoặc các bác dùng các công việc đều rất là tiện luôn. Có báo pin này và có cả tấm pin năng lượng mặt trời này, rất là tiện. Đề phòng mưa gió bão bùng mất điện rất là tiện luôn. Đó. Có cả cái quai đeo rất là tiện này cho các bác sử dụng này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. 175.000 nhá. 175k. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, đèn vàng. Giá sẽ là 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái ba lô da này là bao nhiêu đấy? 130.000 cho một em ba lô da như này nhá. Lên cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000 cho một chiếc ba lô da như này. Con này rất đẹp luôn các bác thấy không? Đây, rất đẹp luôn này. Đó, rất đẹp luôn, một con ba lô da cực kỳ xịn sò luôn. Có một ngăn để các bác bỏ giày đây. Giày dép thì các bác bỏ vào đây cho em. Đấy, một ngăn này các bác bỏ giày dép vào đây cho em này, rất tiện luôn nhá. Đấy, ngăn này là chuyên để giày dép các bác thục vào cho em. Đấy. Bỏ vào túi bóng cho đó, mình bỏ vào cho nó sạch này. Và một ngăn to này. Một ngăn to như này các bác này. Đấy, một ngăn to như này. Đấy. Ngăn to. Đấy, bên trong thì có một cái ngăn nhỏ nhá và một ngăn khóa ở bên hông này. Đó, rất tiện ích nhá. Quai đeo quai yếc đàng hoàng, quai đeo cực kỳ xịn sò luôn. Quai đeo đây. Đấy, quai sách này, rất xịn sò luôn nhá. Lên cho em là bao lô da nhá, bao lô da. Kích thước của nó là một chiều là khoảng là 50 và một chiều 20 nhá, 50-20, rất là to luôn. Đấy, lên cho em là bao lô da. Giá sẽ là bao lô da, giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con bao lô da này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Con này thì rất tiện luôn. Giá sẽ là 145.000 cho một cái bộ chuông cửa như này. Có miếng dán cho bác để các bác dán vào tường này. Con này thì các bác cắm vào điện nhá, cắm vào điện để trong nhà này. Đấy, cắm điện để trong nhà. Đấy, lên cho em là chuông cổng nhá, chuông cổng. Đấy, chuông cổng. Và đây là cái công tắc điều khiển này. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là nó kêu này. Rất tiện các bác nhá. Cái cục này thì các bác cắm vào điện trong nhà cho em để có khách họ đến thì còn cái này các bác dán vào ngoài cửa nhá. Đấy, có khách đến là họ bấm cái chuông này là mình trong nhà mình biết này. Đấy. Rất tiện luôn nhá. Tầm xa của nó thì được vào khoảng là từ 3 đến 40 mét. Đấy thì nói chung là thoải mái luôn. Nhà các bác là cũng cùng lắm là đến 3-40 mét là cùng nhá. Đó, 3-4-50 mét là cùng, rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 145.000 cho cái bộ chuông cửa như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là chuông cửa, giá sẽ là 145.000. 145k. 145k cho cái bộ chuông cửa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khóa chống trộm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khóa rất tiện ích luôn, bao gồm cho các bác là một khóa này, một khóa và một cái bộ chìa rãnh như này. Đấy, một khóa một bộ chìa rãnh như này, giá sẽ là 100k các bác này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, có người động vào là nó sẽ hú lên nhá, còn bình thường các bác đảo chiều đi là xong. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nhá. Con này trước em đang bán 100, đợt này về cho bác giá chỉ còn 80k thôi. Có người chạm vào nó sẽ kêu này. Đấy, tiện chưa các bác thấy không? Rất tiện nhá. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm như này. Con này thì con này rất là tiện ích luôn để các bác sử dụng
khi mà mình đi ra ngoài này, đấy, hoặc là mình không có ở nhà này, đấy, cảnh báo chống trộm, có trộm vào cái là còi nó sẽ hú lên thì rất là tiện nhá. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm, giá sẽ là 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. 80k, giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Đó, 80.000 cho một khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá. Cái thước móc khóa con này thì các bác dùng để mình treo vào cái móc khóa của mình thôi, rất là tiện luôn. Đó, để treo vào móc khóa cho em rất là tiện. Giá thì sẽ là 50k cho một con thước móc khóa như này. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 2m, chiều rộng của bản là 6mm nhá. Đây. Đấy, các bác có thể xoắn vào này, rất là tiện luôn nhá. Đó, thấy chưa? Đấy, chiều dài tổng là 2m, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên cho em là thước móc khóa, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn này. Đây. Một con kéo cắt tôn như này cũng rất là tiện các bác này. Đấy, để mình sử dụng này. Đây. Đấy thì khi các bác cắt tôn thì mình cứ đưa vào đây cho em. Đó, nó nghiêng 45 độ như này thì khi các bác cắt thì không sợ cái tôn nó đâm vào tay. Tại vì tôn nó sẽ nằm ở dưới như này là các bác cứ đẩy đi cho em xong. Đó. Giá sẽ là 130.000 cho một con kéo cắt tôn như này nhá. Đấy. Lên cho em là kéo tôn trợ lực, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo tôn trợ lực 130k. Kéo tôn này. Kéo tôn trợ lực 130k nhá. 130k cho em kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm bạc FO đây. Kìm bạc FO giá sẽ là 100 cái kìm bạc FO này bao nhiêu đây? Đây. Con này thì 180.000 nhá, hàng nội địa của Nhật đây, Japan các bác này. Đó. Mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Các bác có thể dùng để tuốt dây, bấm cốt, cắt dây, xoắn dây đều ok hết, hàng đa chức năng 5 trong 1 luôn. 180.000 cho một con kìm bạc FO như này nhá. Đấy, 180.000, chiều dài 22 cm. Lên cho em là kìm bạc FO, kìm bạc này. Kìm bạc FO 180k. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây sạc béo này. Đây. Đấy, dây sạc béo như này. Rất là to, dày dẫn chắc chắn và có đèn báo cho các bác luôn. Đây, có đèn báo nhá, ở đầu này nó sẽ có đèn báo này. Đấy, cắm vào đèn báo sáng như này rất là tiện này. Đây các bác thấy không? Đây, đấy, đèn báo rất là sáng luôn. Thì khi các bác dùng mà mình muốn xem là đầu dây có điện hay chưa thì chỉ cần cắm vào cho em là xong, rất tiện nhá, sáng lắm. Đây các bác này, đó, có đèn báo, dây dày dẫn chắc chắn, lõi to, đấy, lõi to rất chắc chắn nhá, chống đứt chống rối nhá, giá sẽ là 50k. Lên mã giúp cho em đó là sạc béo nhá, giá sẽ là 50.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là sạc béo này, sạc béo, giá sẽ là 50k, rồi ok các bác nhá, 50.000.